Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hằng Thông Chân Công Trời Đao Lợi. Phẩm thứ nhất, Phật Hiền Hằng Thông. Ta nghe như thế này một thở nọ, tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả tuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp và đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai trong đại ác cũng kịp mà hiện thức đại trí huệ Hằng Thông chẳng thể nghĩ bàn, để đề phục chúng sinh căn cần, làm cho chúng nó gọi pháp phổ, pháp khổ, pháp vui. Khen xong chư Phật địa xa thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai miễn cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng gợi lớn như là vườn mây sáng gợi đầy đủ, vườn mây sáng gợi đầy từ bi, vườn mây sáng gợi đầy trí huệ, vườn mây sáng gợi đầy bát nhã, vườn mây sáng gợi đầy tam muội, vườn mây sáng gợi đầy trí tuệ, vườn mây sáng gợi đầy phước đức, vườn mây sáng gợi đầy công đức, vườn mây sáng gợi quy y đại quy y, vườn mây sáng gợi đại tán thán. Đức Phật phóng ra bát thuyết vườn mây sáng gợi như thế, gọi là phát ra các khí tiếng vi diệu như là chứng bố thế độ, chứng trì giới độ, chứng nguyên độ, chứng tinh tấn độ, chứng hiện định độ, chứng bát nhã độ, chứng từ bi, chứng hiện xả, chứng giải thoát, chứng vô lậu, chứng chứng huệ, chứng sơ tự hóng, chứng đại sơ tự hóng, chứng mây sánh, chứng mây sánh lớn, trời gầm hội họp. Khi Đức Phật phát ra tất cả tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng hàng trời gồng quỷ hồng ở trong cõi Ta Bà cùng cõi lúc quan sát công đức hàng hợp nơi công trời Đao Lợi, như là trời tứ hiền quân, trời Đao Lợi, trời tu diễm ma, trời đa xuất đà, trời hóa lạc, trời hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời hiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời hiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước ác, trời luân quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời hiện kiến, trời hiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời mã hay hướng la, trời trời phi tử, phi lục xuất, trời hiện chúng, năm chúng, trời có chúng bị hằng, lại có những vị hằng, lại có những vị hằng có Ta Bà còn có lớp con khác như hằng biển, hằng sông, hằng gạch, hằng cây, hằng núi, hằng đất, hằng sông trầm, hằng lúa mạ, hằng chủ ngà, hằng chủ đêm, hằng sông, hằng sông trầm, hằng chủ ăn uống, hằng chủ ăn uống, hằng cây cỏ, các vị hằng như thế đều đến hội họp. Lại có những đại vương có Ta Bà còn có nước sông khác như các một quỷ vương đạm huyết, quỷ vương đạm tinh khí, quỷ vương đạm hơi nắng, quỷ vương hành bệnh, quỷ vương như độc, quỷ vương từ tâm, quỷ vương phất lợi, quỷ vương đại kính, quỷ vương các vị, quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ ngày văn hồi xưa lại, pháp tương tự đại bồ tát gần ăn xong coi tất cả chư Phật bồ tát và trời gồng quỷ hằng đó ở trong thế giới này còn thế giới khác, ở trong mức độ này còn mức độ khác, nên rất là hợp tập không trời đó lợi như thế ăn có biết số bao nhiêu chăng. Đức Phật bỏ ngày số bao nhiêu chăng, ngày văn hồi xưa lại bạch Đức Phật gần, nếu gì mà là có con đã tính đến cho mình chết cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bạch ngày văn hồi xưa lại gần, đến tay dùng Phật những xem hãy còn không đếm xiết. Sau văn phòng này thì có ngày này cho người ta thì thấu kết ra sẽ đứng lại. Thấu kết ra sẽ đứng lại hạt có độ, đơn độ chưa độ, hạt đó hành tụ, đơn hành tụ chưa hành tụ. Ngày hôm sau lại bạch Phật rằng, từ hỏi ra sao về trước, con đã tu căn lành, chứng đoạn trí vô ngại là Phật nó mới hạt kinh nhận liền. Còn hàng chữ quá anh văn trời gồm tới mơ chúng những chút sinh trong đời sau, dạo nghe là Đạo Quý Như Lai chắc là sinh lòng nghi ngờ, rồi cháu có lẽ bao nhiêu nó cũng chưa khỏi hãy bán. Cái mong đất thái tâm ơn điểm của Ngài Đại Tôn Bồ Tát, người tu hạnh gì là bao nhiêu mà tôi sẽ không phải với bạn như thế. Nó Phật bảo Ngài Văn Hồi Sơ Lợi rằng, ví như cỏ cây lùm gần lúa mè chê lao, đá núi, bụi bặm, trên cỏ tâm thiên đại thiên, cứ một Phật là một sông Hằng, và cứ sáu cát trong một sông Hằng, một Phật cát là một cõi nước, và trong một cõi nước có một Phật bụi nhỏ là một kiếp, và bao nhiêu số bụi nhỏ chứ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng chứng qua vị học địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp ở trên, không là những hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát hỏi một kinh văn mật bất chi Phật. Này văn hồn xưng lại với hàng nhân hồn Bồ Tát, của Bồ Tát tất cả không như vậy đến được. Và đằng sau nếu có trai hiện nam, người nữ nào nghiên tục của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc kinh ngợi, hoặc chiêm ngưỡng quá lại, hoặc sinh linh hệ thống cúng dường, dẫn đến vẽ khắc đáp sơn tưởng ngày được thầy Bồ Tát, thời người đó sẽ được một trăm lần sinh linh của trời Đao Lợi, bởi vì chẳng còn bị đau, sau đó mới có mất đạo. Chẳng nhớ tôi phát nguyện, lại hở bất khả thân nghiệp của kiếp về trước. Chẳng nhớ tôi phát nguyện, vô lượng vô số này tha bất khả kiếp về trước, đáp đáp có đức Phật ra đời hiện là nó có vật cái này là sư thánh nó có tốt nghiệp hạnh Như Lai chỉ nhất tự thấy Đức Phật tốt đẹp, Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, hạnh phúc trang nghiêm, nó đặt hỏi Đức Phật tu hạnh gì mà lại tốt đẹp như thế. Khi ấy sư thánh nó có tốt nghiệp hạnh Như Lai vẫn tưởng rằng
Nhưng cái lượng không tốn trong cảnh này có phải chứng cho bạn hãy nghe nó sao là hết cũng sẽ bị khốn khổ. Này, văn hồ sơ lại. Chỉ như thẳng xong mình phát hiện rằng từ ngày nay những tàu xuất tinh hai cái xí ở đại sao tôi bị những sinh quan sát đường mà giảm bán nhiều phương tiện làm cho chúng nó được đều đặn với khách hết cả và cả hai trong mấy chuyến hành vật đạo bãi chứ đất và sao cho nó tốt cái lúc hình như la ngày là cũng ngọt mát hơn trái 321 khi có kiếp người đó không mà nhà vẫn còn làm bị bồ tát bà la môn nữ của mẹ là hãy bắt khá thân nhiệm với sức kiếp về trước lúc đó cái chân trong đời có đức Phật hiện lại lúc đó trong đời có đức Phật hiện lại liên hoa lúc trong đời có đức Phật hiện lại hiện lại nhất là được tại vương Như Lai nếu Phật đó họ 40 kiếp Phật tăng họ Phật ấy họ bấm cho mình mỗi con số kiếp Phật ấy họ bấm cho mình mỗi con số kiếp trong thời chuyển pháp có một người con gái dòng bà La Môn người là người đại chiếc phước sơ này mọi người được kính lễ khi đứng trong ngày cái hình thân vô mà mẹ một cái người có sơ đạo người con xin tam bảo hãy hai nữa một lần nói một chỗ nên mình không cần xin với mọi người họ định cho mọi người sẽ chứng kiến như là bà mẹ người chưa căng thẳng chẳng qua lo vãi chết là họ sẽ đạo với nhau khi ấy nên chuyện lúc đó nên biết rằng mình không chưa còn sống trong nhân quả để chắc có hai người có người sinh vào đường ác anh nữa mình bán nhà đất sống những hai cùng những lời lễ cúng rồi lấy cúng người ta có từ hết rồi đó và thứ hai được được tại phương trong một hai trường cái hàng rồi đó Phật thứ hai người tại phương rất quan nhiên rất công nghiêm hôm nay khi bắt đầu với Đức Phật được càng sanh làm một kính ngưỡng tại nghĩ hàng rằng Đức Phật đã đánh đại giác tất cả cứu huệ với Phật chủ đại khi mà các Phật chúng mà không tiếp tục cái này không nên có sanh vào chốn nào nghĩ đến đó nữa một tổ gia lại cho mình tự như lai mà lòng muốn miếng mãi bỗng ngày trên đây không có tiếng nói rằng anh ấy nó sắp kia hơi đừng chơi bi ai quá lắm mà tôi sao bắt nên biết kể có mẹ ngươi thanh nữ chấp tay hướng lên hay không mà phải rằng cái thằng nào đó mà dễ bắt là sợ lâu có tôi như thế từ khi mà tôi mất đến nhà tôi như vậy có biết đâu để hỏi tôi có người đang xem một chút nào cho nên không lại có tiếng bảo anh đến rằng ta lại đã có phải giúp hai một tôi sợ vương như lai người đi chim bái đó hay người như mẹ chơi hơn thì tôi sẽ xem cho tôi đến chỉ bảo anh đang nói xong tôi sẽ xuống cho mình mấy điều bị tổn hơn những người đứng bên bậc này đã dạy mẹ có sao nhưng đã mới tỉnh lại rồi cùng cho nên xong rồi cô xin đã Phật sẽ hơn cho cháu xin có mẹ con nha tôi muốn con sắp chết mất đất nó xuất hành được tại vương như lai bảo nói rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà và ngồi ngay hẳn với tổ nhân thiện của ta để ngươi sẽ biết cháu thân các bạn ngươi lễ Phật xong mới mình trở về nhà vì hắn như mẹ nó nhớ ngồi ngay hẳn thì mình hiểu cố giấc của đức xuất hành được tại vương như lai chạy xuống một ngày một đêm bấm hang mình đến một biển kia nói chân biển nó sôi sục có thì lão giữa hỏi tôi sát vào những biển chạy cá này sẽ đổ bên kia hay những chạy cần có cái gì để hình mô chạy ngày đó trong biển mới có giữa nhỏ ăn thịt lại hang như sao thì lại lòng mà chúng ta vừa mắt một chân gì đầu khi đang chỉ ra ngoài miệng mới nhộn nhường gươm cặp mắt chó sáng như chớp nháy ta cứ như là mất cuộc không mới nhộn nhường gươm mới nhộn nhường gươm rồi những người tội còn hú dữ rồi quay lại chụp mắt người tội tóm bắt một chân người tội lại tình trạng muốn hối chứng dám nhìn lâu khi ấy nó nhìn được sắc nhân vật tự nhiên không kinh sợ có một vị vua đến cuối đầu ông tiếp hai nữa rằng hai bồ tát cũng có những sự gì đến chỗ này hai nữa họ biết vương rằng đây là chỗ nào vị vương bắt đầu có ngày nay là tuần mới nhất ở phía tây đại phi hai nữa ngày trên đại phi có được một cái bài chế chăng tôi được các ngài hiện có đây một hai nữa hai rằng tôi nghe tôi làm sai đây đó mình cái ngục đó tôi được các ngài nếu không có sức quay hàng có phải do nghiệp lực mười hai điều này gây ác mong bây giờ có thể nó bệnh nên phải rồi nhìn tới ngày sau nó cũng biết là sao sao chẳng được muốn tới và có người tới những người tọa cũng muốn hướng dẫn với là tất cả những người tọa trên biển này là những kẻ tội ác ở cái giúp hồ đề nó chết trong cái môn chính này của mình có thể đây là công đức mà cung cấp quan niệm cho nó sống tới đây là không được như là việc nào cả vì hết được cái heo từ cơ hội đi ngay tạo mà có lẽ có ở địa ngục tại vì hỏi bắt đầu ở biển này các cái này mình mới nghe từng về phía nam nó có một cái biển sẵn sàng lúc cũng sẽ có trong biển nó sẽ bỏ hành biển này phía đông của cái biển này là không có biển nhỏ sẽ có những đất chọn hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu sẽ có ba nghiệp và cảnh này ra đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy anh nữ lại hỏi địa ngục ở đâu thế nên là hỏi vua đập gần địa ngục ở đâu vua đập nói rằng trong ba cái biển đó này là lệ ngục nhiều đến 600.000 về địa ngục lớn là có 18 chỗ một cái đó có 5 chỗ đủ cho mình sẽ khổ sở và cái nữa có 1.000 cái này cũng mình sẽ khốn khổ thế nên là hỏi vua là trong mỗi của tôi mấy cuối cùng đây cũng có hồng hồn của người có xa vào chốn nào vĩ vân cô đập đất gần vua đập hỏi anh nữ gần không có một tác
cuộc sống anh làm những việc gì? Thánh nữ đáp rằng thân mẫu trong tính tà đạo khi khi con trai nghe thanh bảo họ ấy mặc dù anh nữ con trai nghe thanh bảo họ có lớp tầm hà sinh chánh tính nhưng xong còn chẳng kính. Giờ phút mơ lâu mà chơi quá đầy lạc vào đâu. Bỉ vương là nói rằng thân mẫu có một trách tinh thần là gì? Thế nên rất rằng thân phụ và mẫu tôi là dũng gia bà la môn, thân phụ tôi hiểu là hy la hiện kiến, thân mẫu tôi hiểu là diệt đế lợi. Rồi chúng ta hỏi nói rằng gần đây tôi xin nhớ thân cho về nhà cho nên lộn nhớ bà ngầu quá lắm nữa. Còn nếu dịp chúng ta là xin có trời đến đây đã 3 ngày rồi. Nghe nói những con gái là có lòng hắn hận vì mẹ mà sống sửa lên là tôi chả phúc hình cũng như là hát hại đấy. Giác hành được chạy vương nguyên lai chẳng phải chứ nghe thân mẫu của Bồ Tát đã thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián trong được vui vẻ đồng đặng hết sanh cả. Nói xong biểu quân chúc ta cho anh nữa mà có lui. Bây giờ anh nữa nhìn trên bạch cảnh có biết về đó rồi. Mẹ đã chết hát tội có đức giáo hành về tội quân như lai. Và phát đồng nguyện cũng nhớ rằng trong nguyện trời nay những đời như lai những sống khó thật khổ thì tôi là con số trước thành như chúng tôi là trẻ thoát. Hẹn Đức Phật bảo ngày ông hồ sơ lại Đức Phật bảo ngày ông hồ sơ lại ngày vì không có được cái đó nào chính là ông tạo hỏi một tác thôi nữa và nó nói là ngày này tại một tác đây vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Phân Hân Tập Hội Quá Hân Cùng Phẩm Hai Quá Hân Cùng Vốn Thuộc. Lúc đó Phân Hân Ngài Địa Tạng Bồ Tát trăm nghìn môn các bất khả tư bất nghiệp bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số hai giới đều được hành hợp tại công trời đó lại cho nhà hàng là của Như Lai Phân Hân lấy hiệp với chúng mình được trả thất khoản chúng được trả mười phương công đều đến với 6.000 mẫu nghe tha đồng cầm hương hoa đến cúng nhường Phật những chúng nó những chúng còn nếu con hơi nói hay là nhờ này tại một tác giáo hóa lượng phần đạo bộ hưởng chung tức là chúng rất chẳng còn khó chuyển những chúng nó thì cái là sao nhân lại thì chúng là sao về trước cho nên cho phần phân tử trong sách đường chuyện những người khổ sở không bất ngờ phản nguyện nhất nhờ làm từ bi lớn và thầy nguyện sẽ dạy của ngài này trong một tác nhưng cái là chính là đạo quả và chúng nó kia đó cũng trở lại làm sao cũng vẫn hỏi những đức như lai mắt nhìn mát không rời đất như lai ủi hát bây giờ hát tôm bây giờ nó cho mình sao sắc vàng xanh có quá hơn vì nó thấy rằng người ta sắc vàng xanh có quá hơn thì chẳng nào mà chắc trăm nghìn mỗi ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số với mà dạy rằng người trạng tái trong nẻo không trượt do hắn chúng sinh căn cường như thế làm cho người chúng nó được một quả tài về chánh nhưng trăm mười phần quá còn mỗi phần chúng sinh bên hai tánh ác nhưng là chúng nó có phần nghìn trăm cái thân là không nhiều phần trước trong chúng sinh đó họ có người chúng ta sáng lệ nghe pháp của ta liền chấp nhận hoặc có người phải còn thêm bấm hành tội được hiệu quả có kẻ về tội nghiệp của anh là ngay chẳng em làm kính tinh ngưỡng mộ ta có nghe nhiều hơn nói xin mong có sắc sắc như thế hoặc thì nghe hơn trai hoặc thì nghe hơn gái hoặc thì nghe hơn trời ngầm quỷ thần hoặc thì nghe hơn người nước sông ngồi ao gạch suối làm đế cho mọi người đã gọi đạo họ được giải thoát hoặc thì nghe hơn hiên đế hoặc thì nghe hơn trời phạm vương hoặc thì nghe hơn vua chuyển ngân hoặc thì nghe hơn quốc vương hoặc thì nghe hơn cư sĩ hoặc thì nghe hơn tể phụ hoặc thì nghe hơn các hàng quan hộ hoặc thì nghe hơn tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di cho nên hiện những hơn hơn văn la hán đức phật bà bồ tát để hoa đạo chúng sanh chứ không phải chỉ có phật nghe chúng hay đâu hiện tại anh xem thấy đó cha quá hiện tại em xem trong cái trái bóng kép nhà nó hát những xin bóng kép như thế ngần ra những cái đợt bọc đợt hợp với hơi người khó đó nó sẽ chứ nó có bị đọc lời nhớ chuyện sự hứng khổ và em nên nhớ ta cũng chạy là cái cặp bóng kép đây mình nghĩ là chúng sanh là chúng sanh của ta bà này nhưng nó Phật như là cái đời đều đặn với hẳn đều đặn giải khó giải hết khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật là Đức Phật họ ký. Bây giờ những quả hân này tại Bồ Tát trong trăm nghìn mất. Bây giờ những quả hân này tại Bồ Tát trong cái hình chung là một hình. Gia lên cả một hình Đức Phật Giang. Và Đức Hết Tôn có người thì tại những kiếp nó sẽ đến đây. Có nhờ Đức Hết Tôn tích lại rất nhiều. Làm những con này là chẳng thể nghe bài nữa chứ hoài không lớn. Có văn hiện hành giá cũng có cho mình mất khá giới. Trong mối giới hóa đạo cho mình mất hân. Bao nó hóa đạo cho mình mất ức người. Làm cho vi tính người ta bảo có hân một sự không mất bàn. Những sao nữa là pháp bất chỉ làm việc là một sợi lông. Một cát, một đồ nước, một mấy bộ hợp với bằng chừng mấy năm tấp. Con điều đó hát là làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cái mông đó hay tôm nó gọi như... Cái mông đó hay tôm.
cha về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúng mong Đức Thế Tôn cha về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài đại tràng bồ tát bạch cùng đức phần ba lần như thế. Bây giờ đức phật nhà đại tràng bồ tát hay ta hỗ trợ cho ông được toàn nguyện từ với cái nhân sanh sanh lại được phát nguyện ông lớn. Có đợi tất cả chúng sanh không gọi hạng liền chứng quả bồ đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổng nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên. Phẩm thứ ba Phật mẫu vừa hỏi. Lúc đó Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chấp tất cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát, khán giả chúng sanh có duyên bồ đề, tạo nghiệp sẽ khác cấm thọ báo cho thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng rất gần. Trong mười môn thế giới cho đến bắt đầu, hoặc nơi hay có địa ngục, nơi hay không địa ngục, hoặc nơi hay có hàng nữ nhân, nơi hay không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có pháp, nơi hay không có pháp. Những bậc nhân văn là tất cả Phật cũng sẽ khác như thế. Tất cả Phật nhân ta có địa ngục sẽ khác hay đâu? Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng một tất cả. Tôi muốn nghe tập ở trong cõi như vậy để cho cảm giác đạo. Ngài Đại Tạng đất bạch gần. Hình mẫu trong mong ngày lắm nghiêng lấy sự sống là việc đó. Hình mẫu bạch gần xin hướng dẫn nó cho Bồ Tát. Lực Phật bây giờ Ngài Đại Tạng Bồ Tát hướng thánh mẫu gần. Nhưng sự tập ở trong cõi như vậy để nhân hiệu của những tập ở trong cõi như vậy để như thế đây. Nhờ có chúng sanh chẳng hảo với cha mẹ, cho nên nhất hại cha mẹ, cái đó bắt đầu vô giới địa ngục. Trong mình muốn kiếp không nào mà khỏi được. Bắt đầu vô giới địa ngục mới đến mình muốn kiếp không nào không khỏi được. Nhờ có chúng sanh nào có lòng ác, lòng Phật bị hương chảy máu, kinh chân người tâm bảo trên kinh điển có bắt đầu vô giới địa ngục, mình muốn kiếp không nào mới khỏi được. Hoặc có chúng sanh sanh tông của hương chủ, chế phẩm giới lực, thân phẩm của hương chủ, ô phẩm tăng ni hoặc thái tình là sử dụng lại trong chúng truyền truyền hoặc giết hoặc hại những chúng sanh đó phải đạo vào giới địa ngục trong nghìn mỗi kiếp không lúc nào mong ai khỏi được. Như các chúng sanh giải định phải sa môn kỳ hạt công chấp phá sa môn làm dụng có hình trụ chế phẩm giới lực để cấm hành bạch y tạo những điều tội ác, hạng người như thế phải đạo vào giới địa ngục trong nghìn mỗi kiếp không lúc nào mong ai khỏi được. Như các chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo còn uống phục hương trụ cho biết thầy vật lúa gạo đóng một con trụ cho đứa con trai mình lấy một vật. Kẻ đó bắt đầu giới địa ngục trong mình muốn kết số nào mong phải được. Người trong tác gà mẫu nó có chúng sanh tận khỏi phạm tận trên đó và bắt đầu vào địa phủ vô gián khỏi tăng hoàng sư nó có được cái quan điểm không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lệ Phật cùng một tác rằng thế này là vô giới địa ngục, người trong mình tác gấp rằng bao nhiêu địa ngục ở trong núi. Ngài Đại Tạng Bồ Tát thưa anh mỗi ngày, thưa anh mỗi ngày, bao nhiêu địa ngục ở trong muốn thiết vi lớn có 18 chỗ, với cái đó có 5 chỗ danh hiệu địa ngục xuyên khác nhau, với cái này có hàng trăm danh hiệu cũng đều khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó do vòng một hành 28 dặm, hành đó hầu mượn sắc, cao đến một con dặm, chứ trên hành không có thể nào hỏi trống. Trong một hành có để có danh hiệu, trong một hành đó để có danh hiệu, trong một hành đó để có danh ngục liên tiếp nhau, cũng đó có ngục liên tiếp nhau, để có danh hiệu sai khác. Hiện có một sân ngục tên là vô gián, ngục này cho biết một món tắm mình dặm. Từ ngục có một phần dặm, nếu chết trên hành không có thể nào hở trống. Từ ngục có một phần dặm, toàn bà sát cả. Từ ngục có một phần dặm, toàn bà sát cả, nó chỉ hạt hở xuất trên xuất dưới. Trên từ ngục quán sát có cháu sát vô mũi đối nhau chạy bên này xe mông kia. Trong ngục có giường khắp mua dặm, một người hở tỏa hở thấy mình hình bị chặt cái giường. Đến người mong tỏa, mong người hở tỏa có người thấy em có mình hình bị chặt cái giường. Đó là do vì những tội nghiệp của ta gây cảm bày như thế. Tại những người tỏa chịu đối xử phát xả cho mình với người sau cùng bất lã quỷ. Ngay nên mới nhận nhìn gương cầm mắt chết xé như chấp nhán. Nắm tay cũng như lòng của bằng chặt. Tại không biết giờ sau chắc mình chế là mình xếp ra mình người tội. Hoặc nắm chúng miệng mũi, hoặc nắm chúng miệng lưng người dành cho nắm mắt chỉ hắn lấy đây là trong giường. Tại có giường sau bằng sắc mắt người tội, để có cái sắc cái đầu người tội. Nơi đó đang khóc cho mình hãy được đến giờ đã xuống giường cái đây là cái bộ trên đó. Nói các người tội nó đồng bảo bình miệng sát nó bảo quân thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết mình làm sống lại do bị tội nghiệp sẵn thân nghiệp sẵn ra căn bệnh cái chân mình nói kiếp không nằm mong phải được. Lúc hai giới này hương hoại hay là sinh nhầm qua địa ngục ở hai giới khác. Lúc hai giới khác có hương hoại hay là sinh nhầm qua địa ngục hay là sao mà có khác nữa. Nó có khác đây hoài hay cũng
rồi kiếm xe vòng sinh và có khác. Khi thế giới này làm xong rồi xong cho bạn thế giới này, nó sẽ tới cho một bao giấy như thế đó. Và để một bao giờ cái này mình cảnh mình gọi là bao giấy là mình nói là những gì. Tại như trong đó chỉ có ngày lẫn đêm cho đến trong ba số kiếp của lúc này ngớ này gọi là bao dáng. Hai, một người tội thân này chặt có ngục. Nhưng hỏi tội mắm hóc người để chặt có ngục gọi là bao dáng. Ba, những khí cụ để hành tội nhân như chỉ ba gậy gì hơn, nó có giá có xây có được phim mát chẳng là soi. Dưới sắc, dưới sắc, rồi sắc, dưới sắc, dưới sắc, miền đầu. Nó sẽ nắm cái thân đó hạn, sẽ sống cái thảo, nó sẽ soi. Từ nó cho kết đi vô số kiếp, nhưng sẽ có nên nhớ, nó như là không một dạng đó, gọi là bao dáng. 4. Không lần là chơi hay gái mừng mấy mọi gỡ nhận chết sân hàng hoặc là gầm là chờ hoặc là hàng là quỷ hay đẩy gây trái khả năng là tâm đất các cái đi làm cho khó nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọc vào địa ngục đó là được chết với vào cho đất chim khiếp bao nhiêu người đem một lần chết hoặc là sống lại mấy người thường chỉ kéo một lần trong đặng khi tội nghiệp mới đặng hoa xanh thì khi tội nghiệp mới hết mới đặng hoa xanh do vì lẽ nên viên mãn thì gọi là vô gián. Người ta có tác thân gần thế mong rằng nó sẽ lợi về địa ngục giống như thế nếu nó rộng ra hệ thân khí cụ nó không có những sự hành tội cũng sẽ không có địa ngục đó và nó sẽ một cái không nào nó chưa hết được. Và bây giờ bây giờ nghe này chẳng một chắc nó xong và không xin vào gầu phải tên lấy một chắc mà lôi ra nên mong là gì kinh địa tạng bồ tát bỏ người nghiệp cần có chúng sinh phẩm mới tươi bồ tát quan chỉ lúc đó người địa tạng đại bồ tát bạch cùng lúc bạch càng bạch đức thế tôn con nên sức quê hằng con đức như lai nên chuyên hành giải khắp nghìn mốt thế giới để luôn được cho chúng sinh phải nghiệp báo nếu không nhận sức được của đức như lai hãy chứ không hãy biết hóa ngay như thế được nếu con là được đức như lai trước đời nên khi nghiệp ai vừa đa học bạch là cho chúng sinh không sát được địa tạng đại tát xin quan bạch tôi xin thức ở tôn chế lo nếu phải bỏ người địa tạng bồ tát càng những chúng sinh mà chưa vẽ phát cái nét nó không định phải quên làm dễ thành cách hành nghiệp có giữ cùng với làm thành cách người có bao làm lành cùng làm dễ thì hai cái nhiên mà sinh ra lăng mấy trăm năm rồi không có lúc nào tạm ngừng dứt mới làm sinh này cho đến số kiếp như vô trần như là cá bay là trong lưới hay là nước chảy hàng tạm biệt ra và lại mất bộ lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó và trước ông chết đã đọc nguyện cho bao nhiêu kiếp hàng không lớn được hết cái hàng những sinh này ta có hại ta còn là gì thế thì cũng là quên Phật khi đã gặp giờ là như thế xong cho các hỏi của vị đại bồ tát hạng là được hạng tại vương ngay bạch cùng lúc bạch càng bạch thế tôn và những cái đêm nay người đại trần tát đã có hàng nhiều mà được đức thế tôn cần khen như thế có hôm đức thế tôn được nói cơ bây giờ đức phật bỏ ngài đi đức thế tôn bảo về ngài định về trong ngồi tát lắm người lắng nghe phải khách sơ xét đó tôi sẽ về ông với bà có gà ông cũng rất lân cận vô lượng bà sơn nên sao bắt có thế kế về trước có đức phật ra đời hàng đời những kháng chiến hành tụng như lai ông công chứng minh chi mà nên tốt biện hệ thấy như giải phong sẽ được cho vua như sơ phật thế tôn đức phật đó họ sáu môn kiến về nhà chúa xuất gia hàng ngày là vô lượng do kia các bạn cùng với vua nước lân cận hai vua đồng hành mười hai đời là lá cho nhân dân như vua nước lân cận đó còn nhiều tình như vậy ác hai vua còn nhau bàn tính tình như con trước để giác diện trong ấy mong phát nguyện tôi nguyện nhóm mình phật đã được chúng mới làm cho đề để các khách công phần thừa mong phát nguyện chúng chúc được các tất có niềm tin để đạt được của đại hội chúng như cái hình phật nếu Phật bảo mình ra Bồ Tát ông vua phát nguyện sao Phật đó chính là đến như hết cái hiện tượng như lai còn vua phát nguyện là như hết những chúng sanh tội khổ hại chúng như Phật đó chính là người được thành Bồ Tát ra vậy bà Long Long qua một cú mẹ lại vua luận vua sẽ kiếp về hết trước có đức Phật ra đời là hành tình liên hoa một như nếu Phật ra đời là liên hoa một như lai nếu Phật đó học 40 kiếp trong hàng Phật có một vị la hán có đức là chúng sanh nhờ về đức chúng ta giáo hóa mọi người lấy một người nói tên là Quan Mục người sống tới đây cũng bị la hán hay là hán không có người hỏi để muốn như gì với một hơi gần ngày hôm bữa tôi có tên là có hiện lên như đó một cái bát mỗi tôi chỉ có hơn mỗi rồi phải sao về đường nào mấy người nó cảm ơn mình được quan sát thấy một đứa con Quan Mục đầu với cái niệm một cái con sở nó hán hơn một lần nên mọi người có sinh tử làm như thành gì mà nó bắt đầu với cái niệm một cái con sở như thế với một hơi gần còn sáu mỗi tôi chưa hình là cái chạnh còn nhiều là hai ăn các con mà sinh cho con mà chưa hình nó hồn ăn cho hao mãn tôi tính đến sáu cái chạnh của người đang ăn hình đến hơn nghìn môn tôi tin cho hơn sáu cái gì phải là cách nào để có quá hơn mỗi tôi người hắn sắp thường mà dùng trước được một lần như cái đang làm chí hành mà niệm đức thanh tịnh lưu học liên hoa một như lai à cái đức thanh tịnh phật hay cái còn của người mất được phúc lợi một cái sau người xuất từng cổ hoàng thành phật mà họ cúng và đã đem lòng cũng kết hợp hai chân ngưỡng lên lấy từ phật nên nói là chim bao hay không có đức phật xét và xem chớ hơn nhưng nói câu gì đức phật có mới xét mà bỏ một bàn chẳng bao lâu đây mỗi người sẽ xem một trong nhật cũng như khi vừa biết đó là hành nghiệp cũng nói sau đó nếu tôi gái trong nhà sau một đứa con chỉ cho đẹp ban ngày để biết nói cho đáp phụng khóc mà nó có một ngàn thì với cho phật chúng ta có thể lấy báo báo tôi là mẹ con mười lâu nay chúng ta tâm tập khi biết được người tôi bắt đầu vào địa ngục nhờ có được con người nên được con sanh làm cái hạ tạng lại hai số mẹ con ngủ là năm 13 tuổi đây sau bây giờ này nữa mình có thấy mình có phun thấy gì để biết tôi được khóc nó có sợ nhưng mà sau mới chắc là mẹ mình nghe ngày khóc lóc mà nó với nó chơi gần đó là mẹ của tôi hỏi với tôi biết tập của mình nó gây tạo thành nhiệt chi và bắt đầu vào địa ngục như thế nhưng mà mới cho đáp gần
Dạ, nghiệp thứ hai sao vật và cho tôi mới giúp họ bắt khổ nó cũng có được cái có được cái này cho tôi phải cái thằng nghiệp đó mà vẫn còn chưa được hết khổ không phải xong nhưng một khoản nó cháy gần như người ta khỏi nhưng người ta bắt cho này một cái làm sao nó cháy gần nhưng vì ta khỏi nó ngay càng bắt nhẫn và đến trong mình nó cũng không còn hết được mà nghe xong nghe khóc mai một nghe xong hay khóc trở lại và cũng giữ hơi không gần nguyện cho mỗi tôi tháng cái cân đầu còn một bàn nguyện cho mỗi tôi tháng trốn địa ngục không còn có tâm tội và không còn đạo bác qua bác đạo nữa nên cho vào trong mười phương sắp chứng minh cho tôi về mẹ mà cho các mình không lớn như vậy nhưng mà tôi so với chúng tôi đồ và hiện tại cùng hai gái cùng kích không còn hỏi có phát sách nữa tôi đã chết tận với đá hành tiện nên hai một như lai và phát là nguyện không lớn mà phát là nguyện gần tôi người ta đang nhớ đến đẹp như lai nhưng sẽ mất ra ta khổ người ta đang nhớ về sao chúng ta mình muốn kiếp chúng ta như thế nào mà các chúng ta mất ra ta khổ thì ta là chúng ta sẽ mất ra ta khổ nên đi ngọc cùng bác đạo tôi nguyện con nguyện từ ngày nay những về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh mắc phải tội khổ nay địa ngục cùng bát đạo tôi nguyện có bớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng địa ngục chúng bát đạo chúng bát đạo địa ngục chúng sanh và ngạ quỷ những cái mắc phải tội nghiệp như thế là phật cái rồi vậy sao tôi mới hành bậc chánh giác hai một mắt phát nguyện xong liền nghe tiếng của đức phật tịnh hai một như lai mà như hai một như lai dễ dàng hai một những người có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra là người con bé như thế là hay lắm tâm sắc hai mẹ là người lúc mẹ mà ba tuổi khi bỏ qua hàng ngày sẽ sai lầm không khí tại đó mới sai lầm có lúc bọn số lần sắp không hại số lần sắp không hại chính cãi sau đó sẽ phải đang nhiều hơn người trẻ sẽ đông như số các tâm hằng ngày tâm trạng của người tác của một người là hai phút lần đầu của một phát đó chính là vô tận ý bồ tát mở của một người giải thoát và tác còn một là người làm tất cả vậy tôi mình chỉ là sau chết thì người làm tất cả làm từ mẫn phát hiện số là hàng người đang phát sinh như thái trong này sau như có người thì có những sự không làm mình làm ác chẳng nói chẳng tên lực nhân quả cái tài danh buôn mở cái nó hệ khẩu cái hệ bán đại thừa những chúng sanh có tình nghiệp trái cho phải pháp đạo nếu có hàng chỉ hết cân bưng bỏ lại với người để cho người tất cả người phải sống tay nếu sau đó nó khỏi phát khỏi để bán đạo nếu có người nào có thể kính người tâm bạo với kính và chân nó lấy ngay sang còn những có người phật bạo vẫn có nhân bảo thời người đó chúng chân mất kiếp sao thời người đó hứa cái dạy hoa sẽ hướng dịu rằng lúc có chạy hát sẽ xuống chúng ra với còn hơn là vị đế vương chúng chân ngàn kiếp để nhớ được ngàn nhân quả các đế chức của mình rồi nên đại vương ngày đó nhằm chắc hết số quy hành rất lớn không phải như vậy sẽ lấy chúng sanh như thế cái ông nhưng mà Bồ Tát phải nhớ kinh này hãy tu chuyển lấy bốn ông già người ta chuyển lấy bốn một Phật và đứa hết tôm chuyển lấy một Phật cho lo nhìn mới đại Bồ Tát chúng con để có nên sức vô hạn có Phật mà thiên lưu vọng cộng thiên lưu vọng cái này để có vô đề đây là lấy cho chúng sanh người ta chuyển lấy bốn Bồ Tát Phật với đức Phật xong là cũng kính chúng ta lấy Phật và nuôi ra cái hương quân Phật bây giờ bốn hương quân làm sạch cho người đứng dậy bây giờ bốn hương quân làm sạch cho người đứng dậy kinh kính cái tay mà bạch lúc bạch ngàn và đến hết tôm thì chúng sinh ra sinh lại thì chẳng bị tách đã phát hàng nguyện công đức như thế tại sao ngày nay mà vẫn còn chưa hết ngày nay phải ngày nay còn phát ra là nguyện công đức nữa tại sao ngày nay mà vẫn còn chưa hết ngày nay còn phải phát ra là nguyện công đức nữa cứ mong bạch tôm cho chúng con ngõ cái bạch đó muốn hơn vương ngàn hay nên vì muốn được giải lép cho chúng sanh ta vì các ông của chúng hình đang ở ta về xét ông cũng như nhân hiện tại và vị lai mà vẫn nói nhờ mà vẫn nói xong tử này là theo tác ấy phù đài ở trên một sinh tử nay phù đài ở ta và thế giới này vì làm tầm mắt sắc hơn mà phương pháp độ khác các chúng sanh nó phải nghiệp báo quân bạch phật rằng vâng bạch thế tôn chúng con xin muốn được nghe cái gì đó còn có vô ngàn thì những chúng ta sẽ nhân lại người này chẳng phải tác đâu hết chúng sanh mắt còn chưa mãn nguyện người anh sắp chúng sanh mắt tập có điều này để muốn xét vô lượng kiếp từ sau lại tập có cái lây mà không biết tập có cái lây mà không biết vì lẽ đó người này phát ra là trong nguyện người này chẳng phải tác ở trong như hồ đài ở trong hồ đài đó các bạn ở trong hồ đài ở tập bài dưới này dùng cho mình mỗi con trước để cho chúng sanh người này chẳng phải vui người ta mà tới người cánh hay là sinh vật hàng ngày chỉ có báo cáo về người đi trước mà không biết chết hiểu đến gặp kẻ trong cấp hàng ngày chỉ có báo cáo người tôi sáng được cái tài danh hàng ngày chỉ có báo cáo làm chia sẻ mà không yên ương đến gặp kẻ
nó là hoạt hàng ngày giờ có báo cáo hoặc cần chống nhau, cái gặp cái hai con trai hàng ngày giờ có báo cáo là có con trai hàng ngày giờ có báo cáo không lưỡi miệng lỡ, nếu gặp kẻ nắm giờ hàng ngày giờ có báo cáo mình xuất sắc thành tập, nếu gặp kẻ con sáng hàng ngày giờ có báo cáo còn mất không được tận nguyện, nếu gặp kẻ luôn luôn săn bắn hàng ngày giờ có báo cáo kinh hải liên còn mất mạng, nếu gặp kẻ chiến lược tay mẹ hàng ngày giờ có báo cáo đất chưa lục, nếu gặp kẻ đóng người cái cỏ hàng ngày giờ có báo cáo còn mới đánh chết, nếu gặp cha kẻ mẹ kẻ nó đã bắt hàng ngày giờ có báo cáo nó xong cái lệnh này bị co bọc, nếu gặp kẻ dùng nước bắt chim non hàng ngày giờ có báo cáo số một chia lè, nếu gặp kẻ mấy cái báo hàng ngày chỉ có báo báo đưa đi thăm ngọng, nếu gặp kẻ khi chơi giáo pháp hàng ngày chỉ có báo báo ở mãi trong mép đạo, nếu gặp kẻ chơi giáo pháp hàng ngày chỉ có báo ở mãi trong mép đạo, nếu gặp kẻ là pháp quân chủ hàng ngày chỉ có báo báo khi tâm hành đi địa ngục, nếu gặp kẻ ôn dịch hàng năm tâm hành của các tăng già hàng ngày chỉ có báo báo ở mãi trong mười phút xanh, nếu gặp kẻ chuẩn bị so hay là chính trực những hạ sát vật hàng ngày giờ có báo cáo hòa hàng mãi lẫn nhau, nếu gặp kẻ phá giúp bạn trai hàng ngày giờ có báo cáo kết tinh thần nếu gặp kẻ phá giúp bạn trai hàng ngày giờ có báo cáo cầm hố đối khác, nếu gặp kẻ phun phép có tổng của ta một cách phi lý hàng ngày giờ có báo cáo dùng huyết hụt, nếu gặp kẻ có tất cả những cao hàng ngày giờ có báo cáo hàng ngày bên người sai khí, nếu gặp kẻ đang chuẩn bị gõ hàng ngày giờ có báo cáo không lưỡi hay trên lưỡi, nếu gặp kẻ tài kiếm mê tính hàng ngày giờ có báo cáo học xong một cách hơi lắm nhờ trong một tác những người cái chúng sanh chúng sanh trong tấm như bồ đề tặng người say thì lấy hai câu ấy kết quả thành mỗi sự có như thế là chúng ta sẽ được cái hơi những cái sẽ cách chúng sanh trong tấm như bồ đề như thế này thành một tác dụng cho mình mất mất như thế đây một chút đây với đó một phần đó trước cái đạo có phải lấy cái quả báo như thế sẽ là đạo và địa ngục sẽ qua những kiếp không có lúc nào sẽ là địa ngục sẽ qua những kiếp sẽ là đạo và địa ngục sẽ qua những kiếp không có lúc nào hết khỏi. Vì thế nên các ông là bảo hộ bảy người cũng được cái nước cho để những nghiệp chính nó làm mê hoặc chúng sanh muốn hơn vương nghe xong cái lạng hỏi chấp tay lấy Phật mà nuôi ra kinh này thành một tháp ân nguyện biển hồi hết bổ nguyện địa tạng đây là hiện công bằng hông hiện hóa độ bằng mông đoạn của chợ có hông nó sẽ cần không có khó vô cùng năm mô hồng trụ học phong phật năm mô hồng trụ học phong phật năm mô hồng trụ học phong phật năm mô hồng trụ học năm mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát năm mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát năm mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm hứ nam phổ hiền hỏi lúc đó ngài phổ hiền bồ tát hơi cùng ngài địa tạng bồ tát gần hơi nhân giả sanh ngài vì trời gần bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại còn vị lai mà nói danh hiệu của địa ngục là cho hợp báo hiện chúng sanh bị mà nói danh hiệu của địa ngục là cho hợp báo các hiện chúng sanh bị đau khổ trong cõi tha bà cùng những phù đề này và nói như sự phù báo báo không lời lại cho chúng sanh trong cõi tha bà này khi mà sự phù báo không lời lại cho chúng sanh trong hợp pháp sau này biết rõ những quả báo đó ngày này tại một thế tốt đẹp hơi nhân giả sinh na trên năng quay lực của na trên năng sức vệ hành của đức phật và quay lực của ngài mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự phù tội báo và ác báo danh hiệu của địa ngục ngày này tại một thế danh hiệu của địa ngục hơi nhân giả phương đông có như bồ đề có giới nói tên là hiếp phi vì nó đó tới hẳn có sẽ có mặt trời và mặt trăng trong đất có địa ngục chúng ta là cực vô giới lại có địa ngục tên là đã tỳ lại có địa ngục tên là giới tứ giác lại có địa ngục tên là phi đa lại có địa ngục tên là quả tiện lại có địa ngục tên là giác sư lại có địa ngục tên là hông hương lại có địa ngục tên là hiếp sa lại có địa ngục tên là hiếp phàn lại có địa ngục tên là hiếp y có địa ngục tên là hiếp ngô lại có địa ngục tên là hiên nhẫn lại có địa ngục tên là hiếp lưu lại có địa ngục tên là dương đồng có được tên là bảo trụ nó có được tên là luân hỏi nó có được tên là canh thị nó có được tên là tỏa hủ nó có được tên là hiêu cướp nó có được tên là đạm nhĩ nó có được tên là hiết hoàng nó có được tên là chánh luận nó có được tên là hiết hồ nó có được tên là đa sân ngày tại một tác nói rằng hơn nhân giả trong lúc về cái nghiệp nhân thế số nhiều vô hạn để có được cái quán một tập hiện trong phóng lý được tồn tại được hóa tượng được một hóa cổ được một hóa mở được một hóa ngô được một hóa sơn được một hóa hạt đang ngọc hóa xài đang ngọc hóa lôi đang ngọc hóa ưng đang ngọc hóa nha đang ngọc bắt bè đang ngọc ống bế đang ngọc hóa hổ đang ngọc hóa cưới đang ngọc đạo hết đang ngọc hóa ưng đang ngọc hóa ưng đang ngọc hóa lan như này ngọc như thế số người vô hạn như ngọc như thế trong đó mới ngọc lớn hai cái ngọc nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc có như lấy trăm nghìn như thế này chạy lòng nhau ngay trong tách theo ngày hoặc ngày một tách rằng nhân giả chúng sinh có về tạo ác các quả tôi không có như bồ đề tạo ác mà từng người chỉ cảm nghĩ được như thế
người ta cứ nhắn có ai sáng nó cho gì có ai sau giờ mình cãi có hai người đâu hắn vì hết cái sinh đồ quá nhỏ mà ta là không tội sau khi chết để có qua báo gì đến mới là phải cho lấy chứ không người cha biết con mới là không thân người có mình đi khác đừng để có gặp nhau có chơi mà là cho có hai nhau hai cho năm ngoài hằng có đức phật mà nó sẽ được cái nghiệp cái linh ngục cho mong nhớ trong cái này đó ngày này ngày có một tách đất càng nhờ cái lâu tới đó biết nhờ qua nhờ cái lâu cho nó biết cho nó biết ta có nó phải nãy trào rồi nhưng mà muốn chúng sinh có thể về món nhân giải nó ra đây để chúng sinh trong để chúng sinh trong có tâm ái cho mình để chúng sinh có tâm ái cho mình một cách sau này nghe được lời dạy của nhân giải là biết như thế gì pháp có Phật và báo trong địa ngục nhân sinh một tác hơn trong ngục là một tác của nhân giả như thế nên báo trong cái địa ngục như vậy họ có địa ngục cái người tạo ra để cho cái kẻ bị danh đó có địa ngục mọi tên mới tỏ ra biết là sao ăn có địa ngục rất là độc cái đó bắt đầu tâm lấy có địa ngục người nói có tất cả người tội và có địa ngục thì có thể là đáng giá có địa ngục để có thể được phát triển có địa ngục lo ra chăm sóc có địa ngục không nhiều nữa và có địa ngục khi đất chúng ta có địa ngục và có địa ngục khi đọc lên có địa ngục khi đất chúng ta học có địa ngục cho sao quan sát là có địa ngục thì được có sách là có địa ngục trong mắt thần sắc chúng ta bắt cái niệm như thế trong bóng ngọc hạch còn có cho mình cầu để hành vậy là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa là cái cầu này do hắn cái hành nghiệp quá chúng sinh mà cắm bề ra nên thật có cái những sự việc này nên thật có cái những sự việc này có bóng này ngọc sự việc này ngọc chú này ngọc nên thật có cái những sự việc này chú này ngọc thầy trong bóng ngọc và còn có cho mình hết có sở với cái này ngục nên cho nên sức hành có đức phật và vị nhân giả hỏi mà nó sẽ được như thế nó trong giải trong cái này đó mà nó sẽ được như thế nên nó gõ cái hành kiếp nó cũng không hết kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện như ngay tháng tháng khoảng tháng sáu Phật Phóng Vô Nhận Bảo lúc đó khắp phần của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng tháng sau có bức tranh đầm nước thành sao có nước chung của chư Phật trong bức tranh đó trong bức tranh đó còn chưa lao hết cái bánh của chư Phật kìa tất cả này Bồ Tát bị chạy cùng biến hành lúc này mới khi nhận các bạn sự này cho Bồ Tát ở trong mười phương thế giới này phương thế giới người sẽ tu lên còn các bạn thấy chúng ta có chúng sanh sau khi thành được đạo thành chúng sẽ giao một bức tranh của biến hành nên nhiều cũng chết để nhìn cái này họ thấy chuyện nó bất ổn ra nên nhiều cũng chết để nhìn cái này những cái tâm là chúng sanh có tất cả sự công chứ cái tôi nước bạn phổ hiện hình nó lẽ xong trong hỏi của vị Bồ Tát tên là Phổ Quản nên là Phổ Quản cung kính chấp tay bạch của Đức Phật ra bạch của Đức Phật này đây còn được nghe nói tôi là khen ngợi thành tích rất là hạnh phúc lớn mấy cái bạn như thế trong mong nước như là những cái không biết là sao trong cái sau này mà tôi nói sự nhưng mà cái này thành tích là rất cho hàng trời người là cho hàng trời người bất bộ và tôi sẽ là sao các con là cái Đức Phật bây giờ Đức Phật muốn về con người ta giúp cùng tôi chúng gần lắng nghe ta sẽ được ông mà nó được sự đức này là chồng Bồ Tát làm đức cho người trần trời quán một Phật vong lấy tôi chắc có sẵn muốn nghe và nhìn xem hết bây giờ Đức Phật vong là quán Bồ Tát cho mình xem có người nếu có người Việt Nam người nữ nào nghe được trình hiệu quán người này chồng Bồ Tát thật chấp tay thật nghe khen thật anh lấy một quyến mộ người đó sẽ vào tài khoản 30 kiếp hoặc có là có một tác nếu có người hoặc có người nào nếu có kẻ hình người nữ nào hoặc hoặc có chục ngày để cho một tác và cho một lần chiêm ngưỡng một lần đến lễ người đó sẽ được sanh có trả lại 500 lần cho con pháp vi sa đà bát nữa nếu như mà kêu phước chạy đến hết mình xuống chút nhân gian vẫn còn cũng vẫn là vị đó vẫn còn bất sự lên lớn nữ thân mẹ ngôi tách nếu có người nữ nào chán thân xíu nếu có người nữ nào chán thân gái hay là có người tôi bảo thân người này chạy mồ tách nên sao nếu có người nữ nào chán thân gái hay là có người tôi bảo người này chạy mồ tách rồi ngày đẹp thế là có người tôi bảo người này chạy mồ tách ngày ngày đang mua hơi nổi nổi người phục cũng một trường phát tập tập bác cũng nhìn thấy mai không thôi người nữ đó sẽ cho mẹ hồ quá hơn hiện tại và cho người nữ tiếp
không còn xanh hơn nữa, không như là hoàng gái chạy khi biết làm tổ phát hiện mới là phải hoàng gái đây là cũng xanh nên là số cũng nhìn được tại một cách cũng có đó trong một kiếp không còn xanh mừng mới kiếp không còn xanh mà không còn hoàng gái này nữa. Hơi xinh đẹp này nữa là của nội tác con nếu con nữa nội như thanh xíu mà mình tặng cái này chứ thằng con này thì một tác chứ thằng kia nữa lên lại trong khoảng một bữa ăn rồi lát sau khi mấy một rồi nữa đó chúng ta mình muốn kết à thanh được hình thức xinh đẹp không có bệnh tật không có bệnh tật là sau khi đó nếu không nhập con gái ở trong mình mốt đời là con gái nhà vô cho đến là vương phi. Nhà mỗi nhà quan lớn còn thấy cái việc là chuyên giả nhưng mà nó chưa xinh đẹp nhưng vì có làm chí hành chứ mình nó đang trong ngày là thèm phép mà như thế với hàng hoa vợ là nữa đẹp có bồ tát cho mình xem có người nam người nữ nào có cái chức tưởng này có bồ tát mà chứ tâm mình cho có hết kể nhạc ca khen ngợi cùng như cùng dùng hoa cúng dường cho nó khói là một người hay nhiều người hai người đó trong này tại chính thôi ra sau là cho người mình với hàng ngày đêm hay hoa vậy còn không có những việc không giữ được tên người đó là để cho người đó có chơi cái tao bóp là kinh chém tội hãy kinh chém mất tội đất. Tại quan mà ta cho mình sao nếu có người ác giả khởi quỷ nào nếu gặp kẻ hình nam người nữ nếu gặp kẻ hình nam người nữ nào quỷ phân tính ảnh lễ cũng giờ nghe khen đánh lễ chuyên ngữ đánh lễ hình là có bồ tát hình là có người tên bồ tát và bọn sư cha là không có công đức không có sợi lết đặc nhân ngang ngang cầu chơi xe lăn ngang chơi chất mặt hoặc trưng báo nhiều người khác cùng chơi hoặc trưng báo một người cùng chơi nhiều người cùng chơi cho nên sẽ làm cho ba người cho một niệm người hãy những kẻ như thế đó chân nó sẽ nó sẽ ngay một người nó vào trong những cái gì cả vì tao bắt bên trên có cho mình ngồi tại chỗ khó nặng và có hình kiếp này mới là khó khăn ngồi quỷ rồi mới là một mình cái sáng mới là họ xanh họ hân sắc xanh tại sao cháu một mình kiếp nếu đang xanh người vậy rồi người nhớ rồi hẹn mình còn một hai tầng nguyện sức cho biến người khác gần một vợ hân không lo phải xa là bác rồi nữa nếu không tác kinh chương khác cũng nhiều mà còn phải tới sắp khỏi như thế có nên là tại sao nó kiếm một khen kinh chưa có gì tôi là chứng lại nữa nên có người tác cho mình sai có người nên mình nữa là đang nhận mãi trong miệng đói còn sống hay muốn chết thì không được thật ra là cho ba hết các hạn nuôi giữ cho nó cái cho nó cái hết trong nhà và cái là cho nên mình mới hẹn gặp phải bóng đạp và cái và có cái thằng người đi cùng đi trong bao nhiêu tháng như nó lấy mình la mình bại cho biết người thứ hai không sao khổ cái điều bên này người đàn ông đó quyết định là cái này chậm nên gọi là có chết gọi là có lành có một tôi cái nào nữa không nên có cái đó cho nên nó trước tượng với cho phật bồ tát chứ không thể gặp cái này một tiếng như vậy là tôi cho nên trước tượng với cho phật bồ tát chưa bồ tát tôi thấy mình đọc một cái nằm một biến và những môn vật kia của người bệnh thường ưa thích như y phục đồ quý quá nhà có ngôn vườn nó chứa người bệnh cái lá một số nhân gần chúng tôi tên đó hồi đó nêu người bệnh này đã chứa kinh tượng hoặc đem những con vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tăng kinh tượng hoặc bồ tát hoặc cúng dường hoặc xây dựng hát hoặc sắm sắm dường hát cúng hoặc có một con hồng trụ sống lên như vậy ba lần để cho người bệnh nghe biết ngày sống nhiều hết của người bệnh cho con tế nên họ đã giúp hồi học một ngày hai ngày ba ngày cho đến ba ngày cái nó sẽ rất là quan trọng và nó sẽ tụng bên này người bệnh đó hai giờ đến tiếp tục bàn như thế này tập dán nhưng mà hết có hả người bệnh đó sau khi mình chung để cho hai giờ từ trước có tập bàn như thế này tập nó dán cũng được hết khỏi hẳn và sau đó cũng thường nhớ biết được trước cũng nên là thế nên là người đó tự mình chiếc cái này một bỏ người bên khác và tự mình rồi bán tự đắp bán tự mình này tầm tay cho nó bằng khác quá đắp người đó theo cái tình gì này lắm nếu một cái có bạn vì thế nên nếu không thấy có người nào là tụi mình này chính có lần cho đến cái lần cái lý cho một điểm mà khen kênh này là có lòng kính đối với kênh hệ mình trong nhiều quan hệ mình dùng trong nhiều phương trước để liên hướng người đó có lòng sinh năng chứ đừng hối hết họ có được họ có thấy để cho mình mất công đức không phải như vậy hiện tại là như lai chính sư đạo vong linh
đại nữa là quan tác cho mình sai với chúng sanh là số ít bốn trên bao hết các hạng hết các hàng quỷ thần cho đến các hình những cái hình lạ rồi hạt quần bã hạt khóc lóc hoặc cầu gãy hoặc hang áo hoặc hang hùng hoặc xa sạch ta đều là về một cha mẹ con em một chồng vợ hoặc trong một đời mười đời hay trong đời nghìn đời và hết số bị đau lệch xin chúng đặt cho được cái khỏi không biết trong mong phương pháp lực này đã có bao nhiêu khó não nên mấy người pháp bảo có từng có mấy người có từng có được cái này trước hồi là không còn mong là phương tiện gì để cứu vớt khỏi hết khỏi đạo để qua em nên dùng phước quy hồng khiến hiểu hồi đó đó chứ thành tựu cho Phật Bồ Tát chứ trong bài tập cái này một biến và cánh người cái đầu số ba biến cho đến ba biến rồi cái hai người hồi đến mất cái đạo kia khi chúng mình kinh đổi số ba biến nó xong sẽ đặn để hết thì đừng để sức thì nó sẽ mang ngục còn hai mày nữa có nó lại lại nữa là cái mình thấy nhưng trong mình sao có những người hạ tiện tới chào tới gái những cái con đường tới gái chỉ ra biết là ra con đường tới chết ra còn sáng mai đó rồi nên chỉ trong những người lên đây tự nhiên làm một tác và cho mấy người này hiểu có đề tài một tác để một con biến được để một con biến được những người như thế đó ở như thế đó khi mới có hơn hai tỷ hiện đời chứ mình muốn đời sau mình sau nhiều đông quý không còn có sao đào vào ép là nữa không còn có sao đào vào ba đường ép nữa ba đường ép khổ nữa được những người như thế đó sẽ khi mẹ một mắt sau khi mẹ một báo hăng hạ tiện ở hiện đời cho mình muốn đời sau hồng sơn vào nhật hồng sơn vào nhật tôn quý không còn phải mắt còn không còn có sao đào vào và ba đường ép khổ nữa con con dễ nuôi đại bà nữa này con tác nhưng mà sao nó có giúp cuộc đời các hàng sách lên lại bà nam môn chuyên giải cư sĩ bà nam môn chuyên giải cư sĩ tất cả các hàng người nhân tộc còn khó khác nếu có người nào mới sinh đẻ một con nếu có người nào mới sinh đẻ một trai một con gái để cho mỗi ngày sau vì cái trẻ mới sinh ra đó mà niệm như thế có đi tại một cách được một tí là niệm cho đọc phần kinh điển không phải như vậy này sớm vì cái trẻ mới sinh ra đó mà đọc phần kinh điển không phải như vậy này tại vì đứa trẻ đó niệm như hiểu người tại một cách được một con biến được vậy hai đứa trẻ là một là hai đứa trẻ một trai là gái mới sinh ra đó nếu chứ có nếu có người lấy tập bài chuyện bạn hay có cả nó sẽ ngủ về dễ nuôi để hình sống lâu còn nếu nó là nó có lần mỏ xanh hoặc là nó còn để nó vui hơn còn sống lâu hơn ngày trên kinh phước lại nữa để quên một cách trong tháng ngày 11, 18, ngày 18, 23, 24, 28, 29, 30 và ngày trên đây là các ngày mà các mà ngày mà các tất cả những lần nặng hay nhẹ tất cả những cái niệm tất cả có như vậy là không có gì thì chẳng phải là tội lỗi hôm nay là những kẻ mong luôn biết hại chính sách để cho mọi người chúng mình trả lỗi trong mình tại sao nó có chúng sanh nào trong mọi người cho đến đây một hai đứa trước tượng của chư Phật Bồ Tát hiện thánh đã đọc cái này đã đọc trong cái này một tiếng và chúng mình có một chỗ người đã muốn lên thân nam bắc trong cho mình nếu có 100 mê tầng không có xe gây các việc tai nạn còn chính những người đã ở tất cả mọi người chào trẻ về hiện tại và vị lai trong chung này nó khó hai ác đạo những người chơi cái trên đây nếu có hai mấy ngày trong một đứng kênh này hãy làm người trong nhà không phải mất phép nên thật bất ngờ đỡ một cái dập trong quản này có quản người khác nên biết ngày này cảm tác hết thế mà không có lấy gì sẽ rất xa như thế chúng ta trong quả như cuộc đời này có như lớn với ngày này tại đại sĩ có người ok có người được nghe hiểu có được thao tác và được nghe hiểu người được thao tác và được thấy người được thao tác dẫn đến nghe được ba chữ hay năm chữ trong kinh này chỉ nói một cái một câu người sau đó thì mình sẽ vui là hồi cũng sẽ vui là hơn trong hiện tại trong những lần người ta hát xanh được xanh hình hình
nói sao mình cũng quét hơn xinh đẹp. Nói sao mình cũng quét hơn xinh đẹp. Kinh này có kinh, khi nghe Đức Phật, khi nghe Đức Phật nhưng mà khi nghe tăng sẽ xong, thì có người ta chuẩn bị xuống cho tôi cung kính và bạch tôi Đức Phật càng. Đó tôi, thì là lâu con đã biết mình đã thấy này có hàng lực lượng là không phải nghe bạn như thế. Xong nên về muốn chúng sanh nên mình sao biết rõ những lợi đó, thì có mấy bạch hỏi của Đức Như Lai, vâng con xin kính nhờ là Phật dạy. Bạch Thế Tôn, cái này là định là tên gì, giờ con định cho con lấy bố thế nào? Đức Phật bốn ngày bốn bảy, cái này có ba danh hiệu, một là địa tạng bốn hình kinh, cũng gọi là địa tạng bốn hình kinh, đây là thứ hai, cũng gọi là địa tạng bốn hình lực kinh, đây là thứ ba. Do vậy ngày này trời mở tết từ ấn kết là sáng đến nay, thường phát nguyện ông lớn, đạo đức chúng sanh, những cái có đúng hai tâm nguyện mình hành nhiều bát kinh này, những quán như xong thực chịu, cho ta cũng có là Phật mình lên ra, cái này trời mở tết bốn nguyện, như sáng hết. Kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện, tất cả các con ngày mất phần bảy phương tu hành đạo. Lúc đó ngày tạng đạo tất cả cùng Đức Phật gần bạch Thế Tôn, con thấy chúng sinh không khỏi như bồ đề, thanh tâm mà miệng không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc phát sinh là còn những hắc tóc bên đầu, còn học khi gặp những sự bác là lần thêm lớn. Những người cho đó những cái mình nói này trong đời cần hay lần khẩn nó là cho nên lúc sau những người đó hoặc gặp hiện trước là những đám trâu là đầy hết cả. Vì hiện trước thức đó có sức có cái mình này khi đỡ người ấy làm cho người lại vừa đỡ người ấy, người ấy là cho người ấy mình trên lên. Như sau khi đấy khỏi một lời đến chết trong bắn rồi thầy con xác nhận nó có lời hết xói này có đi vào đó nữa nếu còn và đến với tôn những chúng sanh quay hóa ác có là tăng cái món là nó nhiều vô lượng nếu khi chúng sanh quay hóa cho lành hết xói bên chung thầy khi chúng sanh quay hóa cho lành hết xói bên chung thầy cha mẹ cùng phong quyến có làm cha cũng dường có được thầy cha mẹ cùng phong quyến sau phước lành thấy sự lợi cho người đó một chiếc phân lẩm và hấp bằng dầu trên trong kinh và cũng được cho Phật người tu các vị thánh cho đến niệm hiệu của Phật Bồ Tát cũng bất chi Phật còn cho mọi niệm hiệu hấp vào trong sâm chung và ở đây vẫn phát nghe biết cái hệ tạo ác người đó gây tạo thì tới nó bỏ hại nên để người đó phải chết hại nên người đó phải đào vào chốn hại nên để người đó phải đào vào chốn mới đạo xong vì tham nhà hân quyến mình người đó là tôn nhiên thánh đạo. Nên tất cả điều tối ác người đó hay điều tui sạch. Nhưng sau khi người đó chết lại có 249 ngày vì người đó mà tui ta phất lành làm với các việc về hành đạo thầy có thể làm cho người chết đất khỏi hẳn chống mắt đạo nên có trời trong lời người nó lấy sự rất vui sướng mà hẹn hữu hụt hiện tại tui tạo đó cũng được vô lượng điện đó ít vì đó nên đó nên con đất với Thư Phật Thế Tôn và hàng trại gồng có một chúng người với viên nhân mà có lời xuân bởi chúng sanh có vô đề ngày năm chung cái hân quyến chế cái biết hại và chết người ta viên chán thành của mình tới lại với hồng có một bát bị sao thế vì vậy chứ hai tính tới lẽ đó không có mình muốn chia lại cho người chết cả những cái cách hiện tự nhiên của người đó làm cho sao này em thôi chỉ có thêm tự nhiên người đó làm cho sao này em thôi những cái hình để xem người chết đó là trên người đó nếu là trước cái đại hiện tại vừa gọi đó chúng là phần hướng quả sẽ thêm một quả trời trong là người họ lấy sự vui sướng á nếu cho sự người chết đó hoặc là trước cái đại hiện tại vừa gọi đó chúng là phần hướng quả sau mà có trời trong là người nhưng bị về lúc lâm chung hay hưng hụt đã gây tạo một nhân chẳng lành cũng là cho người chết đó mất lấy nhân lực có đáp biện trong sau mà chống lành cũng vì là người kia chết có sinh tiền chưa thành là chúng tôi làm gì hãy cứ vì vậy cứ theo nghiệp các câu hỏi đây gây tạo mà tôi phải bị sa đà bát đạo thì hưng hụt nó là để làm cho người ấy thân nghiệp của người ấy nặng nề thêm cũng mới nhớ của người từ xa đến từ hồi ba ngày và còn có bác nặng 200 cân cũng gặp một người có gặp cái lưng cận người cái thêm mới được vật nữa vì vậy mà người đó cũng có nặng nề thêm người đó cũng có nặng nề thêm và nếu trong con xét chúng sanh có gì vừa đầy ở đây chơi pháp của Phật nó có hay làm việc làm một sợi lông giọt nước mà một hộp cát một mấy mùi nhỏ hay những chúng sanh như thế để cho mình được đã hết cả khi đức khi ngày tại nó lại xong chúng hỏi một vị chúng giải đây là đại biện ông chúng giải này từ đâu đến chúng con sanh hiện hai chúng giải đó có được chúng sanh mười phương ông chúng ta cung kính mà hỏi ngày này tại bồ tát thưa đại sĩ chúng sanh đang có vừa đề này sau khi mình chung hiện thân quý trong nhà và cái lớn người nhỏ việc mà nó được tập cái công đức cho nên hai cha cũng dường chúng ta cái phước lành hay những người như thế cái là nó lớn bằng những hát văn người đại tạng nó đáp rằng nghe tiếng giả nghe tôi bị tất cả sanh hiện tại này còn hỏi ra sau cho nên là cái Đức Phật mà nói được về việc đó
nên khán giả những sinh có hiện tại này cũng không biết ra sao. Nhưng sau khi mình chung mọi người đang hiểu có một đức Phật, hiểu một Bồ Tát, hiểu một Bồ Chư Phật, rồi không nên có tội, cũng không tội được làm tất cả. Nếu có người nam còn người nữ nào không tu tập bất thành mà lấy những tội ác sau khi mình chung, sau khi người đó mình chung hẹn quý trong nhà, người chết đó mình tu tập bất lành, hẹn quý trong nhà và các người nhỏ người chết đó mình tu tập bất lành, mình sẽ có bị về hành đạo. Hay người chết đó hãy cho mấy Phật công đức người chết đó hơn đồng một phần, còn sau Phật công đức người không biết thì nó tự tại đó, hoặc là không biết thì nó tự tại đó. Vì thế nên đó nên tất cả người hiện nay, người hiện nữ hiện tại cùng vi lai, hiện tại vi lai nên cố gắng tu hành để đạt cho phần công đức, không phải giữ vô hình kia, không hẹn mà đến được hồi vô mệt mà chưa có là tại hai phước cho phải muốn chính ngày nghe đi ở cái tư xã đó bị lâu hiệu quả. Thì lúc mình chưa biết chắc làm sao đó, hãy đến mình muốn sổ khổ có nghĩa là quy đạo và các đạo. Nên có một người người chết khi chưa được hóa sanh, trong khoảng 19 ngày lên trong ngắn hay có nhục tôi thật bất lạnh nó có mất cho và khoảng 19 ngày hay có hiện nghiệp họ nó có báo nó sẽ người chết đó, người chết đó là các cái tội, người chết đó là các cái tội, hãy có trải qua trong 100 năm không có lúc nào, không có nào là khác khỏi. Còn nếu là kẻ bằng tôi chán hời nó tự thầy cái ra đại ngục được cái sẽ có trong mình kiếp muôn kiếp. Nên này cho ông tướng giả nó sinh phải người thiên thái như có hàng hương quý cốt nhục thì có được hương quý, có làm chai để giúp hen thuốc lành cho người chết đó thời khi sống sửa chưa rồi còn cho nước đang làm cho có đem nước chở lá dao đó vải canh đất hoặc cái đồ ăn chiên cúng cho Phật cùng tăng hơi cho đợt trước. Nếu như cho phép là không được tôi sạch cái lưỡng thì người chết đó chọn không được cái nào cả, nước hai cái gì tôi sạch cái lưỡng nên cúng cho Phật cùng tăng hãy cho con Phật cùng đức còn chết hơn được một phần. Nếu chúng giả bị thế nên những sanh quấn của đại tôi là nhưng mà sao như có như cha mẹ hay hàng quấn trong nhà có người chết nếu có thể nẹp hàng tiếng giả vì thế nên chúng sanh nên có những bồ đề sau này như có như cha mẹ hay hàng quấn hộ trong nhà có người mất nếu có thể chú tâm cầu khẩn nếu có thể làm chay cúng dường chỉ trong cầu khẩn thì những người thế chỉ trong cầu khẩn thì cái còn của người mất thì đang lết cả hãy những người như thế cái còn là người mất thì đang lết cả khi ngày Địa Tạng Bồ Tát nói lời này xong khi một ngày tới nói lời này ta cũng trở lại có số nghìn bất nhân tha quỷ thần phát tâm bồ đề vô được phát tâm bồ đề vô lượng ông chứng giả đại biện vui mừng con này dịch thành lễ mà lui ra kinh này thầy mời thầy phóng nguyện phẩm 8 như là phép vui ông đã khen ngợi vui vô cùng biết vui vô tập lớp đó cho mẹ nước vì có vô lượng vì đạo với vương cùng với vui ông la nằm ra nước cũng trở ra lại cho có đức Phật các vị vương nói tên là ác độc với vương đã ác với vương đại chính với vương bạch hỏi với vương hỏi với vương xuất hỏi với vương thái ngân với vương vi văn với vương điểm với vương là nhiều với vương đồng với vương hoạch với vương chủ hai với vương chủ hạ với vương chủ quốc với vương chủ tài với vương chủ hạ với vương chủ số với vương chủ cầm với vương chủ hố với vương chủ miệng với vương chủ sẻ với vương chủ mạng với vương chủ tập với vương chủ hiểm với vương tâm với vương thứ một với vương cũng một với vương kỳ lễ hát vương đại kỳ lễ vương kỳ lễ sơ vương đại kỳ lễ sơ vương ai là cho vương đại ai là cho vương nhưng việc này với vương như thế mà vậy còn biết còn muốn biết cho mình thì mấy vương mỗi việc này có phải chết được không chị các vị vương nó cùng với vương nhung la đang sinh tức sơ hận của đức Phật cùng với là cái người này thành ra bà tát nên nằm đến cũng chạy ra lại đến một phía vương la bài Phật bây giờ vương la bài cùng đức Phật bây giờ vương la người đó chúng ta bài cùng đức Phật càng bạn đứa tôm là chúng con cùng với các vị vi hận nhưng số vi hận của đức Phật gọi là cái người này thành bà tát bây giờ đến hỏi nó cũng chạy ra lại này và cũng là vì chúng con đang phước lành vậy thì chúng con có chút bị nghi ngờ nếu bạn hỏi đến Thế Tôn có thể nói Thế Tôn thì bây giờ chúng con chỉ dạy cho Đức Phật bảo Vua Diêm La cho phép hỏi là sẽ bị ông mà dạy gõ Vua Diêm La Phật
Bây giờ Vua Yêm La chỉ người nói lời Đức Thế Tôn. Bà muốn lại người đại thần Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng, bà Đức Thế Tôn quan sát người đại thần Bồ Tát ở trong sáu đường. Cô chúng sanh trong sáu đường. Có biết sao phải thật khổ người không từng bạch nhập. Ngày nào một tác đây có ngày nào một tác có đã có hàng không sức hàng không hỏi các bạn được như thế. Vì sao mà những hệ chúng sanh mất phải ta báo? Vì sao mà những hệ chúng sanh bị hết khỏi ta báo? Không bao lâu lại phải bị đào vãi đâu nữa. Ngày nào một tác đây đã có hàng lực chân thắng như bạn như thế. Tại vì cái sai chúng ta chứng nhận và đền lành để được giới thái mãi mãi. Có sự nói tôn thì có về đó cho chúng con. Phật giải sư nhân với Phật báo Vô Dung La rằng chúng sinh có nhiều bài đệ tính tình cũng có khó chịu khó sửa. Ngày đây thầy một tác đây chúng sinh mình khép cái tình có chúng nó là chúng sống được cái thác. Những người bị đạo và những người bị tạo pháo cho nó bị đạo lợi ích lớn. Ngày đây thầy một tác là sức hoàn thiện như sự có các vực chiên. Là chúng sinh đó như biết những cái biển này trước. Chúng sinh có nhiều bài đệ các dụng ép và tai nặng. Tại vì chúng sinh có nhiều bài đệ các dụng ép và tai nặng. Nhưng bởi phá đạo được và trái vào lại là nhờ cái ngày đây thầy một tác. Và trái qua nhiều sức khiếp lo lắng đổ hết để có độ cho chúng nó. Bây giờ có người mới mất nhà mình đây là phải con đường hiểm. Nhưng con đường hiểm mới có nhiều hướng về sau. Còn xấu xa đứng đọc vào cặp. Người bên này đường kia đi ở trong đường hiểm đó thì lấy nó sẽ bị hại. Có một vị trí hết khá nhiều các vật lạ. Có hai trời sẽ hại cho đến hai trời về sau. Các lỡ đọc trời gặp người bên đường kia. Mình phải nói rằng ông hay nè ông kia ông có cái sự vào trong này. Ông có cái sự mà vào trong này. Ông có hai pháp vật lạ gì có hơn cho cái sự độc hại chăng. Người này đừng nói bấm nghe lời hỏi cho em mới gọi là con đường hiểm nạn. Bạn này nói trả lại, muốn ra khỏi đường hiểm nạn. Vì hiện giác ấy, nắm tay dắt những người đó ra khỏi đường. Vì hiện giác ấy, nắm tay dắt những người đó ra khỏi đường hiểm nạn. Đến đây con đường tốt, làm cho được ngõ bảo rằng này, đường cái nào sẽ trở vào con đường hiểm đó nữa. Hay là bà con đường hiểm đó, khó là khó đặn. Đã còn phải bị tốt đến mạng. Người lạc đường không sao làm cấm chậm. Lớp từ biệt nhau về hiện chất là dạng thêm. Nhưng có gặp các bạn người hân của những người đi đường. Một trai hay là gái. Hãy nên nói cho hãy nên bảo cho phải biết con đường. Hãy bảo cho họ biết con này nó có thực sự hiểu này. Và đó phải tổng tới mạng. Ông chết thì họ đấy, ông với họ thuộc vào cái chết. Cho nên họ thuộc vào cái chết. Vì hết là ngày này tên Bồ Tát có sức từ bi. Vì hết là ngày này tác đủ sức từ bi lớn. Có điểm sao mất phải tội khổ. Có điểm sao mất phải tội khổ. Muốn kiểu nó sao lên có trời vào trong đời người. Hết là sự xuất sức tốt đẹp. Nhưng sao lên có trời vào trong đời người. Hết là sự xuất sức tốt đẹp. Những sinh mất phải đau khổ. Rồi biết sự có con đứa ác nghiệp rồi. Thằng chấn không bao giờ chấn lại nữa. Nhưng người lên đường kia là một con đường hiểm. Rồi bị chết. Những chết chân ra khỏi. Hãy không bao giờ còn. Không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp người khác lại bảo chết vào đường hiểm nạn ấy. Thầy nói rằng mình là người lên đường quên đường đi lạc vào đó nên đã hết khỏi rồi. Chọn tránh còn chết vào đường đến nữa. Nếu còn chết vào đường hay là còn bị làm. Chẳng biết đó là con đường cái nghiệp mà mình đã thường xa lại rồi. Hả đó nó phải mất mạng. Chúng sinh nên có những vấn đề. Những chúng sinh này nhưng trong đời sau này có những sinh nào các phải tân nghiệp phải đạo bác đạo nghệ tại người tết những sức phương tiện cố bất chứ làm cho chúng nó là giải thoát. Những sinh này giải thoát sinh mà có trời và cũng vẫn trở vào vẽ đâu nữa. Cũng vẫn cho bãi rồi nữa.
nếu như chúng nó bị đặt, nếu như chúng nó cái thân ép quá nặng, hạ mấy chúng địa ngục, không có lúc nào được thoát khỏi. Vĩ Vương bạn nguyện bây giờ bắt đầu Vĩ Vương cái răng cấm mà thân kính bạch mọi đức của Phật càng bạch Thế Tôn, nhưng con là hệ Vĩ Vương số đông vô lượng, hãy nhân coi vừa đề và các vị làm lấy thân người với các vị làm tấm hai cho người mỗi mấy này không cầm nhau, nhưng vì ngày báo cái người cũng con đừng quá dễ nhiều lợi ích đi qua sang nhà người sớm lại sang nhà người sớm lại chạy vừa buồn nhà trong đó như có người nam trong đó như có người trai cái gái nào cho được tu được chút bất lành cho đến che một lá phai ngọc bất khái chút hương chút hoa cũng được Phật còn mình thường Bồ Tát như thế Phật Bồ Tát đọc hoặc là tụng tông kinh nhưng đốt hơn cũng nhường một vật cả một con kinh hiện tiểu vương chúng con không kính làm lễ người đó như có là cái đức Phật khảo cứ hiện tại có lúc bi lai chúng con cũng sai cái hàng tiểu quỷ cái quy lực lớn còn cái phần chết cái cuộc đất đai đó để báo cho giữ gìn làm cho những còn không cho những việc chữ cũng sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiếm nghèo hình lành cho nên việc không tự ý đến gần chỗ cái nhà đó không là để cho phải chịu không là để vào cửa không là để vào cửa nó và khen nó và khen với vương rằng hay hay tốt hay cái ông có thể ủng hộ cái nam cùng hai nữ như thế thì cũng truyền cho các vị chạp phong vương để hết hợp với các ông chúa mạng dành thơ nó là xong cho phát khỏi một vị chúa mạng tên là có một vị đại với vương tên là chúa mạng cũng cái tên mà cùng rất và khen mà Đức Thế Tôn bảo một chuyện của con là cái bảo một tuổi học của một người nhưng có sinh như vừa đời thì sao con tử con được có biết đó cái hôm nay bảo một con hãy có lẽ có lớn cho mọi người tại vì chúng sinh cũng có như vừa đời không hiểu con nên nói khi sinh khi tử không đều để ngón thư làm sao thế khi sinh nói là kiên ác là người nhân có như vừa đời chúng sinh nở khi mới sinh nên là việc bất lành người chúng có như bồ đề khi mới sanh không định là con trai hay con gái khi mới sinh ra nên là việc phước lành hãy giúp hay lá trên nhà cửa nên là việc phước lành giúp hay lá trên nhà cửa hãy hối địa không mừng hãy hối địa vô mừng không xét ủng hộ các mẹ lan con người không biết có được lợi ích nếu như sau khi đã hạ sanh rồi chắc có phải cẩn thận chứ có giết hại để nghe lấy như vậy thôi ngon không có cho người sang món ăn và là nhóm hộp kiến hộp bằng hũ để ngủ hệt ca sang đằng sáu đó là những việc trên đó có hai làm chân mẹ đứa con chỉ là ăn vui tại vì sao thế vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số lời quỷ dữ cùng một quá trình miễn mô hát thanh vì các con sống sang các vị hằng lên sách trạch hô địa ở ngoài mẹ con người đó làm cho đề đã ăn vui làm cho đề đặng như thế đã làm cho đề đặng ăn vui làm cho đời đặng ăn vui làm cho đời đặng vui là lớn lớn người đó mới cảm thấy mình được ăn ổn họ đến đây nên làm cái là đây là nó cũng hố đệ trái lại chiến hạ sinh vật như cùng nhóm học quý hụt vì lẽ đó đã phạm tội lỗi ác phải tự khỏi lấy tao và mấy con đều tổn không chứ đang là rất phước là người trong quán như vừa đời đến lúc miệng chung con cũng hôm nay là người lại đang cả giữ con cũng muốn cho họ không phải sao đâu mà chấm biết đạo không là những kẻ không là những người đã gây tập có phước không là những người đã tu tạo có phước lành giúp hơn lợi cho con nhưng con chứ phải để những người làm lành đến lúc miễn chung còn có trăm nghìn quỷ hằng phát đạo và khuyến nhau hành cha mẹ và những làm có là người hăng quyến hay nhớ cùng hồn người chết làm cho đạo là phải chấm biết đạo không gì những kẻ có sự tiền đã sẵn tạo nghiệp ác đấy là tôm những cái niềm tưởng nhân có như vừa đời thì làm chung con bị đó là đề dữ cho đến mắt người ta cũng còn thấy nghe gì hết hạn quyến nên về người đó mà tu tập rất lành hạn quyến cũng là làm chung đó nên sắm sửa làm sao cũng dừng lớn chuyển đọc trong kinh cho đến niệm liên hệ của Phật Bồ Tát tôi tạo như phút là như thế thở cái năm cho người chết đó đã khỏi cho mấy đạo đừng lại lớn
Để hãy khỏi trở cái hứa mơ quỷ thần thấy được phương lưu tan cả hết. Bạn thấy thần còn sát kháng không? Bạn thấy thần tất cả chúng sinh không có tất cả chúng sinh ngày năm nước vâm chung còn sát kháng bạn thấy thần để tôn tất cả chúng sanh tất cả chung. Nếu mà là nghiên thiện của một đức Phật, nghiên thiện của Bồ Tát, nghiên một công và cái kinh điển đưa hờ, con sẽ cái hàng người đó chỉ nó tập vô gián, còn tập sát hại. Nhưng nghĩa cho nhỏ đang lấy bởi vì đạo vào cho bất đạo, đều là nghĩa thác, đều là thác khỏi cả. Rất công nhận, rất là có chúng mình công nhận. Ông Mỹ có làm đại từ nên có hai bác ca là nguyện công đáng như thế. Hoặc là ông có quyền có lòng đại từ nếu thấy bác cha là nguyện công lớn ở trong một sinh tử cũng hỏi chúng sinh như thế. Vậy chúng là sao? Như có người nam, như có người nam tử trên nhân nào đất lòng chung ông chết là qua lẽ là người trên đó giờ nên để nên cho họ để nên làm cho giáo hát với mấy đại vui cho mấy con bạch của Đức Phật xin hết với Thế Tôn Chá Lo giờ này có con ủng hộ chúng sanh trong quốc sanh khi tử nên cho điều đạo đề đạo rất lớn ủng hộ chúng sanh trong quốc sanh khi tử làm cho điều đạo an vui chỉ cho mong lúc những sanh trong quốc sanh khi tử hay là các con đã nói bên đó hãy có hai xin hãy để các con đã nói trên đó là cái điều đặng điều giải thoát có hẳn được lợi ích lớn. Bây giờ Đức Phật bảo ngài đi theo mọi tác vị chúa mẹ về đại với vương đó ta thường chứa bên trong mình là vị với vương ông mọi chúng sanh trong các sinh khi thử đó là một bồ tát đại sĩ về làm thành viên phát hiện hành động quỷ chi thật của phong phá quỷ có 170 kiếp sau năm đó sẽ là Phật hay là vô tướng Như Lai cái đó tên là lại có nước tên thành chủ thầm mấy cái Phật đó đang số ghét không phải tính được này là một tết vì đệ sự của vị đại vương nó không phải như vậy như thế hàng trời còn hàng trời còn cũng được vị đó đâu hát với số kiếp cũng với số không phải hàng lận tên danh hiệu của chư Phật lúc đó ngày này toàn bộ tết bạch còn Đức Phật càng nay con mình sinh trong đời sau mà qua bài những sự để ích làm cho sự tử đang nhớ lắm của xin hết tâm cho phép con nói đó nếu bây giờ nếu bạn có ngày này thì mà thấy nên muốn phát cái lòng từ mà như nó phát cái lòng từ để bớt trung tâm mất vai tao khổ mà như nó sẽ chân thành nghe bài bây giờ chính là phải lúc về em nói ngay đi sau khi con sống xong mình đó thì giờ có bên bạn cũng không còn phải là ngày đi các con sinh hiện tại bây ra nữa bây giờ nếu bỏ ngày này trong một bây giờ đi ngày này trong lớp bạn còn nước bật còn một số cái bài học xuất hiện bậc đại là bông hoa như lai những con người nam nữ là người đấy này có được bậc đây tạm thời mà tạm thời sẽ tổng kính người này đi sát tại là tới trong 40 kiếp hôm nay là bài đáp thành tôn cũng nhiều tháng tháng là ngày sau kế bài học có cái đáp bậc đại là 4 tháng Như Lai nhưng có người nam người nữ người đấy nhìn thấy cái bậc đây với tâm quý vào trong khẽ móng tay người này trong có một hỏi chuyện nào bộ hành chính giác thì phải có cái đáp bậc đại là ba đồng bán Như Lai nhưng có người nam người nữ người đấy nhìn thấy cái bậc đây hát lỗ tay thì người này một mình là sanh sát làm trời có dục hôm nay là chỉ tập sanh niệm là về hỏi thứ đại hành hạ xa số lại bất khả thuyết chứ là sao về trước có Đức Phật ra đời hiệu là sơ tử hống Như Lai nhưng có người nam người nữ là người đấy hiệu có Đức Phật đây thì người này đang gặp người này sẽ đặng gặp vô lượng cái Đức Phật sau đó hồi ký cho lại về hậu số có Đức Phật ra đời hiệu là Cao Lưu Tôn Như Lai nhưng có người nam người nữ là người đấy hiệu có Đức Phật đây chứ tâm người đấy bán gặp lại chí tâm chim người đấy bán gặp lại tháng tháng người này nó phóng hỏi có một người nó vào trong hình kiếp làm việc đạo ba phương đạo ba khối kiếp đạo ba hưởng cho lại về hậu khứ với Đức Phật các Đức Tỳ Bà Hy Phật lại về hậu khứ với Đức Phật ca đại là Tỳ Bà Thi Như Lai như có người nam người nữ nào mới đến hiệu cái Đức Phật đây như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu cái Đức Phật đây hồi mấy không còn đạo vào trong mắt đạo hồi sau mà có hồi sau mà chúng ta người nó sẽ vui hát bi diệu là vô lượng số hàng thập kiếp và hậu số có Đức Phật ca đại hiệu là Đa Bổ Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu có Đức Phật đây thì sẽ khỏi tội khổ trong liền đặng thoát khỏi ác đạo nên nó khỏi ác đạo hơn nữa là công chúng nó sẽ vui hắn vi diệu tại vì hậu số có Đức Phật ca đại hiệu là
Bồ Tát Như Lai như có người nam người nữ nào nghe theo cái Phật đây. Sao là con tính không bao lâu ngày sẽ đặng qua A La Hán. Đã bao lâu sẽ kiếp hạ bất cứ Phật ca đại hay là ca sa chạy Như Lai như có người nam người nữ nào nghe theo cái Phật đây. Hạ sĩ sáu sinh tới cho 100 đại kiếp lại về hậu khứ các Phật ca đại hay là đại không sao quên Như Lai như có người nam người nữ nào nghe theo cái Phật đây. Hạ đặng bao lâu hạ sẽ đặng gặp bao lâu cái Phật cái người pháp màu cho để đặng đã bồ đề. Đại bảo khứ đức tịnh nguyện Phật, đức sơn vương Phật, đức tịnh nhân vương Phật, đức chí hành tổ Phật, đức tịnh nhân vương Phật, đức chí hành tổ Phật, đức vô thượng Phật, đức diệu thanh Phật, đức mãn nguyệt Phật, đức miệt diệm Phật. Có bác khả thuyết đức Phật Thế Tôn như thế, những chúng sanh trong những sinh đời sau, những chúng sanh trong hiện tại, không phải bi lai hoặc là chờ đợi người hoặc nam hoặc nữ trên đường hiệp một đức Phật thôi, hay cũng được vô định lợi không nên là xin được nhiều danh hiệu những sinh đó chúng sinh một khi tử nhà bối lộ phát lành không gì còn phải xa đạo bãi chối đạo nữa như có người nào sắp mạng chung hẹn không biết trong nhà nhắn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà nên nó thấy danh hiệu của một đức Phật rồi người chết đó trời nên tôi lấy bao dáng cái này tôi bác khác hay thì tôi sạch nên tôi lấy bao dáng kia giữa lần này thế là cháu này kết hẳn không khỏi đồng quá khổ nhưng bởi vì lúc trong chung hẹn quý vì người đó vì người khác mà xin là khác vì đó mà xin niệm của chư Phật nên các đề tòa nạn hết đều là tôi sạch cả đều là tôi sạch cả có nên là tự nên là chúng sanh đó tự mình xin niệm như hiệu của chư Phật người này đừng vô lượng phát lành chịu diệt vô lượng khổ cái này tại một tác văn nguyện quyển chung hết địa tạng cái này tại một tác nguyện quyển chung hết em hiểu bổn hạnh địa tạng hạ nguyện rộng sâu để vàng châu sáng đổi chúng sanh địa ngục khổ không ngần tinh tấn kiền hành khỏi mắt khổ trầm lưng nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện theo tấn công nhiệt theo tấn nguyên lúc sự bố hiếp ông 11 đó là ngày này cho bồ tát ma ha tát nguyên hằng của đức phật tại chỗ ngồi đứng dậy với chúng ta là của đức phật càng bạch thế tôn con sẽ chúng sinh trong một đạo sau sáng mình sẽ bố hiếp có nhiều con đường của người cuối trong một đạo trong một cuối trong người đời và đến hôm cuối này lấy cho mình đại nhất sự ấy ta làm sự thái của tinh thế thông biệt cho lúc ấy là phật của ngày cho bồ tát ta này nay ta ở trong lời chúng hỏi đã không giờ đã lại này mà giảng về sự sánh ông rất trân trọng cái việc bố thí A Di Đà Phật. Ông phải lúc này ta sẽ bị ông mà nói nghe theo một thế bạch Phật chính con người vẽ con xin ông muốn nghe. Hãy là Phật của ngài để theo một thế. Cho nên sao trong cái Bồ Đề có cái vị quốc vương hàng tới cùng với chức lớn hàng đại chứng giả hàng đại sắc là hàng đại Bà La Môn. Thế người thánh kẻ người túng cái tật người căm ngộng cái đức nghe mùng quán cái biết hành một mấy không được an toàn như thế nếu những nếu các bạn bước vô nó muốn bố thí nếu phải nói tâm từ bi lớn thì có là vui vẻ tôi hàng mình thì tay mình đem cố gắng bố thí cho những người đó và bắt người khác đem cho và lại dùng lại ông hài dễ dàng ăn ủi nhưng bước vô này hàng đó đầu bật lại và có là chúng nó cũng như cho một trăm hàng sau khi bật bài là sau thế bước vô này hàng đó thì ta làm sao bởi vì quân đại hạng nó có thân đại thừa bi đối với cái mặt càng cùng để có làm vô với tư hạng mình để ta mình đem vũ ra bố thí vì thế nên công đức của người vì thế nên rộng chúng lành để nó có như thế này trong chương trình đời mình được đầy đủ những hắc bảo cho đến những đồ hắc bảo cũng là những hứa đi hồi dùng mê phục vụ ăn lại mình nói này để làm lấy trong làm sao có cái biểu quân cho đến hàng Bà La Môn gặp chùa Pháp Hòa Phật nghe hành tương Phật chính hành về một tác hành văn khi bích chi Phật thì mình hăng sửa sang bố thí cúng dường hạ với vua nó đặng trong ba kiếp rồi trời đế hết hay là khai đăng phút hay là vua nó khai đăng công đức vâng là bố thí mọi hướng dắt ta chúng sanh trong pháp giới hạ với vua nó trong mười kiếp họ được biết họ được làm họ được xem làm biết trời đại bảo hiên vương lại mình nói này để trong một tác trong này sang có biết quan thế bà la môn gặp chùa pháp được có được bậc bất hợp bất khứ gọi là kinh điển hiện tượng biên sập bất giả hiện có hai cái tâm tu bỏ lại
giữa con đối với mình cứ mình lớn hơn số sang và khiến hai người khác nhìn chung có thấy và khiến hai đội và khiến hai chung người khác cùng chung hết chứng dường giữa con đó trong cho mình đời là vô chứng lưng, còn những người cùng chung là bị có thấy đó trong cho mình đời là vô cái nước nhỏ nhưng lại khai nó chết tổ hấp đem công đức một tháng chết về là vô hận thầy bị hãy bước vương đó cho nên tất cả mọi người được xanh và cả tao bao bác em lấy một bộ pin là mình này thầy mà thách cho mình sao như có cái bước vương cái thầy mà mong gặp những người dễ thật bệnh cho nên kết quả nó sinh đẻ nếu chúng dùng khoái một niệm chúng dùng khoái một niệm có hai cái lòng thừa lớn nên mất mang cầm nói dùng chiếu bố thí cho tất cả những cái ấy nó không phải như vậy nó được trong kiếp hành là vô trời thanh cơ trong kiếp hành là vô sức chưa có dục cho nên trong mình này cho nên không không còn đạo bớt rồi nữa cho nên trong người này ta không phải nghe đến tính khổ không là nó có sanh và cả trong một trăm kiếp là vô trạch tinh cơ trong hai kiếp là vô số tinh trạch có dục không còn số đạo bớt rồi nữa chứ nó trong người này nó ta không phải nghe đến tính khổ nó có sanh vật đạo làm nữa này tâm tách trong cái bước quân nhà làm sao cái bước quân nhà bà la môn nó có hai bác nó có hai làm như việc như thế hãy đã vô lượng phước lành nếu mà đem với đứa đầu hỏi đầu bồ đề hãy không lượng là nhiều hết các sanh và cả phong cảnh như ba chợ phong quân chạy hết một chân lưng vì hết nên con hát con sanh này hai bác nào đều vì hết nên này đại tài vì hết nên bất kiên tất cả con sanh các con sanh này phải làm hay như thế này đại tài vì hết nên con hát con sanh này phải làm hay như thế lại nói này tao thấy con sanh có cái như có người nam cái nữ nào ở trong ở này Phật pháp nếu như nếu có hai nhân chút ít tập bất lành thì mình cái lông sẽ tóc một cái bụi với đất người đã sân họ có lẽ người đã sân họ không phải ví dụ thế nào cho được đây mình nói này trong một tác cho mình xem như có người cái nam người nữ nào gặp hành tượng Phật, hành tượng Bồ Tát, hành tượng Bích Chi Phật, hành tượng Bồ Chứng Lân và có 2-4 cái cũng vừa hãy thấy rằng vô lượng phước lành, hẳn ớt, có dài, vô ngưỡng, hoa thư vui, tháng vui chịu nhưng có hai đem phước, nhưng có hai đem con đức đó hướng cho tất cả chúng ta trong pháp giới chúng ta trong pháp giới hời tức là rất không phải như bạn thế nào cho được tại vì nữa này thì ra mình sao có các vị cái hình nam người nữ nào gặp hình nữ nào gặp chùa hát gặp hình nữ nào hờ bật nghe một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cầm trân trọng cung kính cúng dường cung kính nghe khen bố thí cúng dường hãy được quá bóng lần vô biên nếu phải đem phước đức đó hướng đạo bồ đề nếu phải đem phước đức đó hướng cho tất cả chúng sinh pháp giới hãy có được hãy có được người đó không phải ví dụ thế nào cho được đại bình nữa này là một cách cho mình sao có cái hình nam hình nữ nào gặp chùa hát gặp, cái này là hay cái này là hờ nếu là kinh hát mới hay chiêm ngưỡng lại lại ngày khen bố thí cúng dường nếu gặp kinh hấp cũ hay phát tâm tu bổ và tụi mình phát tâm làm hoặc khiến người khác cũng được phát tâm nhưng người nào phát tâm ngay trong 30 đời là vô cái rất nhỏ còn bên đây về tránh đó là vô cái vô chuyển lưng là dùng pháp hành mà giấu vô cái rất nhỏ vì thế nên người này thầm mà thác lại bài nữa để tôi rất là sao có các vị có những kẻ những người hiện nam cùng người nữ nào có hay làm chút được có hay làm chút bất lành ở đây có bất lành cho Phật pháp hoặc muốn hay xuống giường hoặc tu bổ chùa hát hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng mình sẽ lâu
một cái bụi học cát giọt nước. Nếu có những sự thành như thế của mình là nhiều hay ít, chỉ có thể đem mà hướng cho tất cả các chúng sanh. Thầy, thầy cũng biết có những người đó, không phải ví dụ. Thầy cũng biết có những người đó, đến họ sự vô hán vi diệu. Thầy cũng biết có những người đó, trong người đảng họ sự vui hưởng hán vi diệu, trong người đảng họ sự vui hưởng diệu. Còn những cái hồi hướng cho người trong muốn trong nhà và tụi mình đều lết thôi ở trong ba đời họ sẽ làm hướng quá vô trong ba đời, có là một phần gia lành hãy đang báo tốt, hãy được hưởng một hãy đang hưởng báo tốt một phần trời hơn để cho mọi thứ những như công đức cô sẽ có thấy như thế đó. Cái này tam bảo tháp bưng nguyện nó nói về ngay đây hàng mà còn đức Phật ngàn bạch thế tôn. Con thường chúng mình nên lễ vô lượng vị đại Bồ Tát. Thì là em có chứ hoàng không? Không phải như các bạn, đạo khắp mọi loài chúng sanh, ngày trong Bồ Tát đây. Sao phải khen Bồ Tát, cho ông Nguyễn rất là sâu rộng. Bà đấy thôi ngày trong Bồ Tát. Có nhiên lắm, có chúng sinh có như bà đề. Như ngày văn hồn là có hèn, ngày văn âm là như là cũng hèn trong mình, thông hình. Để đạo khắp mọi loài chúng sinh tử. Ngày trong Bồ Tát đây. Nghe là theo một tết phải hẹn nguyện như quá chúng sanh chúng phá đổ hết chúng sanh trong thanh tử cho nên số kiếp những chiếc số trong lễ song hành cho nên chiếc số những số kiếp trong lễ song hành mà thấy không con xem xét chúng sanh có những bài này. Nên có đất phương, nên có đất phương Nam, trong cổ đất của mình cơ chủ. Nên cho xé phương Nam, trong cổ đất của mình cơ chủ. Những cái đất trên gỗ miệng có cái khám cái hất, trong đó có hai hồi vẽ. Cho nó nhùng vàng bạc, đồng sách đúng nét là từ ngày này thêm một tháng. Hai chỗ người đó, ở được mười này lết như là mười đều. Đồng sách đúng nét là từ ngày này thêm một tháng. Đất hương, cũng nhìn chân ngưỡng nên lấy người khen. Hãy chúng mình đã ở được mười đề đất như là mười đề một và đất kế tốt mà hay là gì có hiểu không vậy? Ba là người đất chứa sinh của trời, bốn người đất hiện còn sống sợi đất, nên là còn chứng tỏ ấy cả xa lầu. Không có tài này mà nước mà nữa, bây giờ trời sạch về cái hai tấm lý sáng hết mộng. Chính này khi lúc đó có hàng hậu bởi mười là người hợp bất khánh nhân. Mình nói hay không? Những sinh trong ngày sau, mà hiện nay, ở trong cửa của mình cho chủ có thể nghe là ngày sau của mình ngày nay tìm mọi đất như thế hình đất như vậy. Bởi cho nên là phải có lúc đó mình nói hay không? Chúng mình sẽ không có chúng ta làm để chúng tôi có chỗ cái điển này cùng mình tặng của Bồ Tát. Chúng ta nói là có thể đọc những cái này để có nhận tặng của Bồ Tát phải có nhiều lực của con trong lúc hồn người đó làm cho tất cả sẽ thay hỏi như nước lửa chạm cướp thì nó này nhỏ hay để tôi sạch nó là Phật bảo ngày này khi này hàng ngàn hoặc là có ông cái hàng khác ra bằng bị cái sao bị biết ra trong có những vấn đề này nhờ ông hỗ trợ. Cho nên trước đó nó mày chân la gọi hốc. Cho nên phải kể cái đó nó mày chân la gọi hốc. Cổ báo đều nhờ đều thì nó sức hẳn có cả. Nên mà thương bày những sự thích của ngày đi theo một tết. Hãy Hãy cấm đức Hãy Hãy quay hồi cấm đức của ông. Hãy cho mình là chả hẳn lúc hồng. Để đi hẳn. Nhưng mà sẽ có người nam người nữ nào có thể nguyện thân của Bồ Tát còn là tổng kinh thì trong bụng phải có một tổng kinh điển này chỉ có hai lần thêm một việc trong kinh này thì mà tất cả mọi người nó dạy hãy nên nhầm hãy nên ủng hộ người đó để tất cả chứ đây cũng sẽ tai nạn cũng như việc không hợp ý đến người ta là để cho phải chịu cho phải những người mình hỗ trợ người đó cũng có hàng quý hộp của phẩm vô nó hết và của chư thiên ủng hộ người đó tại sao rằng cách tại sao lại ủng hộ cách này như thế. Tại sao lại ủng hộ cách này như thế? Tại sao lại ủng hộ cách nào? Tại sao lại ủng hộ cách đó là như thế? Cho vì những người đó chưa
để không phải nghe bài này. Tự nhiên được giá ra khỏi biển khổ mà chúng ta nuôi nước bàn. Vì thế là đẳng hồn cách nó lâu như thế. Cái này là một thứ phóng nguyện. Một thứ phóng nguyện tình cáo. Nó là trời đẳng hồn của thế thứ phóng nguyện cách cho mình bất tình sáng lắm. Giờ tình sáng sắc trắng, tình sáng sắc trắng lắm. Tình sáng làm tốt đó, tình sáng ngọc lắm. Tình sáng sắc tí lắm. Sáng tướng mây biển sáng tới mây biển lắm. Để cho nó mong phóng này rồi nó sẽ như thế xong. Để nó gây những cái việc mà bỏ ra chúng gành. Để ta chúng chạy gồng. Đừng có bây giờ lắm nghe hát người ta ta cũng chạy đau lại. Nên ngoài cái kháng sự không phải các bạn cũng nghe lá trong hàng trời người. Nhưng sự không phải các bạn sự những thành đạo thánh. Nhưng sự những mô hợp địa. Nhưng sự có không là sự đạo bỏ cho nó chứng nhắc người trong Bồ Tát. Hai quái âm hạnh đó là phần đó là cho nó vừa chút tiếng cho họ không bị đại bồ tát hay là quái âm tại chỗ nào nó nhiều để mà nó vậy cũng người có chút tiếng cấp bậc thấp càng và thế thôi ngày thầy mà tác có đủ đức rất là lớn ngày thân xuất chúng sinh mất phải khó cho mình mất thế giới ngày cũng hiện cho mình mất thân. Vậy cũng rất là sắp hại cho các nghe bài của Ngài có đã từng nghe rất khác thôn và có lượng chư Phật Nam Mực Phương khác mình lại những khen Ngài Đại Bồ Tát. Nên là được nghe rất khác thôn. Dạy cho các nước Phật hảo bất xứ hơn tại Bà Hảo Bình Lai. Nói công đức của Ngài, Ngài Đại Bồ Tát chẳng thấy nó hết. Dù gọi là được nghe rất khác thôn bỏ. Các người chúng gần, các bạn muốn tôi nói những sự chứng thấy bên Ngài, những sự đức của Ngài Đại Bồ Tát. Có xin thấy thôn từ bi. Vì chắc chắn sẽ lên tại bài này mà tôi nói sẽ không thấy nghe bạn. Mà tôi nói sẽ không thấy nghe bạn người này thấy. Người này mà thấy sẽ đã thấy bây giờ sẽ lên tại bài này. Mà tôi nói sẽ không thấy nghe bạn người này thấy. Là mấy thấm một chút chạy gồng với nhau. Chim lấy lại cái khen. Chim lấy cái khen. Người này thấy đây là phước lành. Mà nó phải thấy mỗi khả nó rất là có nghề quá hay mọi tác trong cái nhiên có nó phát sinh trong cõi ta bà cái hàng trời người cái hàng trời gồng hoặc năm tưởng nữ nhân hoặc hàng vật quỷ nếu tất cả chúng ta rất là khó trong sát đường nếu có người nào nghe là nếu có người nào nghe thì có ông hay thì có ông hay mới tưởng ông cùng hay ngay ông những tên đó ở nơi đạo bộ chính giác cho con còn phát triển rồi sao thật có trời của người đổ xô vô diệu cái nhân quả hằng hục thì là bỏ ký cho em cảm ơn từ mi lắm muốn vui đỡ các chúng sanh phải cái chúng sanh phải các loại chúng sanh tâm một chúng trời gồng mà muốn nghe ta nói những sự đó chẳng hãy nghe bài của Ngài Đại Thành Bồ Tát anh nên lắng nghe cho kỹ người ta sẽ nói đó Ngài với Bồ Tát Bạch Phật vâng Bồ Tát tôn chúng con vâng Bồ Tát tôn con xin con muốn nghe con hãy nghe Phước Trời con muốn nghe Phước Trời đó là Ngài Đại Thành Bồ Tát còn Phật đó là Đức Phật của Ngài Đại Đức Phật của Ngài Bồ Tát Ngài với Bồ Tát trong này sao nhưng cái không phải thế giới cái hiện tại này là vì tại sao có bên trời nào không có trời đó mãn nên gây ra nơi hơn và có kẻ phải đặt ở trong cái đạo bên trời đó gặp và nghe tưởng ngày này từ và cái hiện tượng ngày này thao tác nghe tưởng ngày này thao tác cái bên trời đó bậc nam bậc nữ và cái hiện tượng ngày này thao tác nghe thì nghe tác một chiều một lần chiêm ngưỡng một lần lễ
hàm phía trời đó càng lớn bất trời, không còn cái ra là rồi chẳng có ác đạo, không còn cái bị đạo, chẳng còn cái bị đạo và ác đạo, ác đạo. Không như là có người nào nghe đến những người này tới Bồ Tát, người hay tự nghe tại Bồ Tát là dùng hương hoa yêu phục Phật báo đưởng ăn. Cúng dường này tại Bồ Tát thì người này đang vào được công đức bất lợi. Năm mình đem lại lại bài nữa là mình nói là Bồ Tát cho mình sao trong cái thế giới phải ta nên bị ra sao những ngày chúng sanh trong sát đường có người nào sát bên chung cái sát bên chung mà đang nghe theo của người này trong tác hắn của lỗ tai hàng cái nó được hàng người nó được hàng cái nó thoát khỏi chúng mất đạo ta nên thoát khỏi chúng mất đạo không gì là không gì là lúc sát bên chung hàng không biết trong nhà đang có cái nên nhà cửa có cái vật phá y phục nên nhà cửa có cái y phục báo mình làm có chi phí có người sắp mệnh chung mà làm có chi phí để tôi đắp hai hòa bán trong người này thầm bà thác gà cho người bệnh và có hái tai nghe mấy gần hàng ăn quyến nhà cửa vật báo về mình mà tôi với anh thần của người này thầm bà thác. Hãy những người như thế giờ tôi trước tôi tập bài này hãy người sắp bên chung đó người bị nghiệp báo người đó nếu có nghiệp báo phải mang đi bệnh nặng thời gian mức này thì được làm mình tốt hơn lâu còn những người đó còn nếu người đó có nghiệp báo có mình nó hết có đủ cái tật chứng nghiệp chứng để có đủ cái tật chứng nghiệp chứng phải đạt ác đạo xâm nhập có lúc này để có một cái trật của người để cho test xem một cái trật của người chúng mỗi người hắn nguy diệu mỗi người hắn nguy diệu cái đề tải hay đề tử sạch sáu tiên vong được phước. Là mình nói này đi ra một tách, là mình nói là quay một tách làm sao? Có cái tưởng người nó như nào? Một lúc còn muốn mất, một lúc 53 tuổi, một lúc 55 tuổi, một lúc số một giấc mắt cho mẹ cho nó giấc mắt anh chị em. Giấc mắt anh chị em, nó sẽ không lớn, nó tại nó cha mẹ, còn không biến không có ra được một chỗ nào, một xanh, một thấy như nào, một xanh có cha nào. Người đó, nếu hai bạn thành tựu này để tập người đó như thế bạn thành tựu này để tập một tác cho nó nghe danh hiệu của ngài và chỉ một lần chân ngứa một lần đánh lễ cho một ngày cho nó ban ngày đừng hát tâm ban đầu nghe danh hiệu của thành tựu chúng ta cũng dừng hại những người hại những người biết phục là sống khắc của người đó nếu do ác nghiệp với đạo và chấm ác đạo hại nhà công đức ta phải hình tượng của ngài để tham bồ tát và chúng lấy cũng như có con cái hay có anh em chị em nên là nặng giải thoát khỏi hai cái mắt ngài bị giải thoát cho nên có cho con người không có người không có chịu cần những người cần những người không muốn ta sống bất kia em sống có người đó có bất lành được cho nên có trời có người không có người không có chịu rồi nhờ cái bước này nhờ cái bước này là cần thêm nhóm được nhau và bậc khánh gặp nhau và bậc khánh hưởng vui lượng quá vui vui lúc vui hưởng vui lượng quá vui lại bên này là quán Bồ Tát hãy vô lượng bó vôi nhưng người đó đã có chuyện này
nhưng người đó lại khai trong 21 ngày. Nhưng làm chứng niệm lên, nhưng làm chứng đến tưởng ngày đi tại Bồ Tát, nhưng làm niệm ngày đi tại Bồ Tát, nhưng làm chứng lễ tưởng ngày đi tại Bồ Tát. Mà niệm mình đang mà niệm mình đang có đóng một viên biến. Cho đến thứ ta bạc cũng còn không phải quả đất cửa nơi đến hướng nơi đến nơi hơn. Năm tiên quân lịch sử 6 lại về nữa đều quay màu sắc và là sao nó có cái nam người nữ nào bảy ca người nó sắm hành lại về nữa quay màu sắc trong là sao nó có người có cái nam người nữ nào muốn phát triển được mới có được muốn có được chúng sanh muốn có trạng hoàn chính giác qua khỏi tâm giới những người đó và bậc nghi hiệu của ngài Đại Tam và cái hiện tượng bậc nghi hiệu và cái hiện tượng của ngài Đại Tam Bồ Tát rồi chú tâm quy y đem hương hoa y phục đồ ăn để cúng dường cho người nên lễ và cho bên cầu có cái hình năng của hình ảnh đó mau được mà được thành tựu không hề bị chướng ngại làm nữa nào quay một tác và cho làm sao có cái nam người đấy là muốn cầu cho mình mất điều nguyện cho mình mất sự bền tại và bị lai muốn cầu cho mình mất điều nguyện cho mình mất sự bền tại và bị lai phải chứ nam quay cho mình nó lấy cũng như cái khen thành tựu người này trong bài tác hãy nguyện chi và còn những gì hay được hay là được tại những chi và còn những chi hay được thể ý là còn rất là để tham một tác còn rất là bi cũng lớn mà mới cho cho nên cho ba hải điện ngủ vui vẻ luôn luôn ba hải điện ngủ vui vẻ tám cho nên ngủ vui vẻ tám được chiếu vậy làm nữa là quay một tác trong đời sau nó có càng nam người nữ nào xin là trân trọng cách nói với cảnh đây xin làm trân trọng nói với cảnh đây là hờ phát tâm với tâm niệm là tụng kinh điển ấy và gặp đạo bảo sen và vậy như chưa cho tập thiền đạo bảo vẫn ngồi cho đến cái thác nam không được tụng được cho đến cái thác nam không được tụng được do vì những người nam những cái nam đó do vì đời trước không có cái do vì những người do vì không được cái này chết chưa sạch cái này chết chưa sạch sạch nay nên nay nên nó là cái này hơn không năng lập tổng do vì có nghiệp chứ là trước chưa sạch nên cho nên nay là thời không có công năng lập tổng nên người này những người này phải bồ tát hay tôi có người này thành bồ tát bây giờ một lần chúng muốn kính lễ đem mắt với tôi cung kính và đối với bồ tát những không có ai gộp đồ ăn Phật báo tất cả đồng hoa cụ cũng như bồ tát cũng như tượng Bồ Tát rồi như một cái nước trong là chiếc tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó chúng ta cũng kính hạnh để uống xem mặt về hướng nam
khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước sôi phải cứu tâm ngô thịt tài dâm và các vị hà trong một trong 7 ngày cho đến 21 ngày. Người đó chúng chim bao càng nam càng nam người đó chúng chim bao hay là tại một tác hiện không vô biên cả nước cho đến người đó. Ok, thế vậy thì là thông minh một bên nghe nói những cái này thường ấy đừng sáng nhưng mà không bao giờ không bao giờ còn bao kệ nữa chính cho cái này lại nói là quen một tác trong này sao như có người nào ăn mặc không đủ còn chỉ cũng không toàn nguyện hơn nhiều tập bệnh và nhiều sự hung si. Nhà có không biện ổn với hộ chi này nên cái sự thật phải nó có nhiều này hơn chân nên cho các bạn có kinh sợ cho nên cái sự thật phải nó có nhiều này hơn cho các bạn có kinh sợ những người này nghe hiểu người này tập đấy hay tập người này tập một phát nên với tâm công kính thì đúng một con biến được cái con cánh dựng một con biến hãy những sự tồn tại ý danh đó sẽ sạch thành lần ngày nãy ăn vui ngọn mặt cho giật tránh cho khi mà ngủ chăm đến tránh cho mà hãy để ngủ vui vẻ luôn tránh cho mình chim bao hãy để ngủ vui vẻ hãy để ăn vui luôn hãy để ngủ vui vẻ luôn. 10 hậu hiếm nguy làm nữa nào với một tác trong đời sau nếu có khi nam người nữa nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự không sinh tư hoặc nhân sự sinh hồn tử hoặc nhân người chắc là phải vào phải vào trong rừng núi rồi qua sông bực biển hay qua sông bực biển hoặc gặp nước phục lớn và thiên nhiên đừng hiểm trở người đó trước khi đi niệm lại những điều của người nên niệm những điều này chắc một con biến để khá hành đi qua nơi nào chỗ nào để có cái bị hành hành hiếu hối vệ hành hiếu hối vệ lúc đi đứng khi nằm ngồi hành đoạn ổn vui vẻ luôn cho đến gặp là hầm sói thì nhưng tất cả cái độc hại cũng phải hạt phản với người đó được nếu mà có người với Bồ Tát ngày tâm tác các nhiên các lớp chúng ta có những vấn đề thế nên bạn sự thấy hình như ta ngày tâm tác chẳng lẽ hại được dòng nó xuống không bao nào nó cho hết được này quen một tác về thế nên mình có ông nên mình nhận được ông khuyến với người đó dùng là có ông nói chuyện kênh này là như tất cả chúng ta như ba ta bà đây như ba ta bà ở đây trong mình kiếp hơn những sự em vui luôn bây giờ đứng với tôi nói một chân gần ta xem bị thành sức quay hằng kiếp số hằng xa khó to trần hãy nghe một niệm chim ngưng lễ cho người lấy sự không ngần hoặc gần mặt hằng cùng nam nữ qua tận thế xa và nàng nữ chỉ không may mắn sẽ hơn tôi lo không nhiều thật dữ cha cho mắt mẹ cùng cha quên đại cho em có một kè nếu không biết đến này không biết thì những hình ảnh ở đâu là vật giả vật giả tôi là sẽ hành không phải cho đến bị chân lành 21 ngày luôn niệm bên hiệu một tay hằng đến bên mình nhưng gần biết hộ ở nơi nào dạo sơ biết hộ cũng nghe mau dạo sơ không nghe mau thế này không vui lòng kính ngưỡng hết khi mà thấy được nhau và để cơ hội muốn tu hành muốn nghe ba con có thân san người này đã cách lòng viên lớn nghe ba con có thân san người này đã cách lòng viên lớn cái này cho nãy là sẽ hành cảm ơn cho đây người này đã cách lòng viên lớn cũng nhìn cái cách lòng hành nghiệp chân chẳng hạn ngay chính đạo môn như môn ước sớm viên hành các phát tâm tục kinh sách mỗi chúng sanh khỏi tay ác và lập người nói chẳng nghe bài đọc đầu mình gọi lên sắp mắt ngày này nghiệp chính nó làm mê hoặc là hầu đời kinh có mơ về y phục uống đồng cầu để thẳng có hơn hoa dùng chính nó trong một chiếc tượng cách một ngày đem muôn lấy uống ăn trong dòng thanh lầu ăn trọng con ngô thân ngồi tài dâm cùng nhói luôn trong 21 ngày trước sau mùa tại dân cũng nhớ luôn
hai bánh kẹt rất khăn và cần phải cùng mấy nước. Anh làm bánh chanh cũng rất thân và tại nhâm cùng nhớ luôn. Nhưng mà hồi nãy nó dùng hiểu và là nặng chứ không nên. Đại hợp anh. Nhưng mà hãy gọi trong dung hiện chứ còn là chứ không nên. Đại hợp anh giống như người ta nhìn phải là sáng chứ sai. Chứ nhà sĩ quan người lớn và biết một cái có ngoại tài. Chứ một cái có ngoại tài. Có nhiều người là ánh đau. Sao người có lẽ ấm đau, có nhiều bạn người lề nhau, muốn mày một mày không may nhất còn không muốn không cho được đầu, nhớ được nào, đắp lòng chung lẽ để tạng ngài. Bao nhiêu việc khác hãy tiêu ngay, mình đến khi ba lệ ăn cáo cuối hầm phù hợp với như xài. Muốn qua sông bị nó núi gần cầm có đột nguy. Chặt đón đường, nó thần ác quỷ mua gió dữ gì nó con lan có không lường. Sắp sửa cây đi tới chú tận của mình chứ không gần, cứ nhớ cầm chim ngưỡng. Nó gần có chuyện cả các bà cháu ấy, ta đã sập thì hẹn ăn sớm. Mấy người lúc này ta nói rõ thì ta vô hầm quay lần lần đó. Cái phần trắng rồi, tên nó xí đầy sách nọ. Nhưng nghe tới này tên danh, hát làm chung lá tầm hành. Hằng hoa uống nghi phục, chân hình bắt đặt mấy điều lành. Nếu hai năm sau học pháp giới, nó có hành Phật sân tới khỏi. Mấy hôm nay biết cái bài chuyện sức mặt xa nhìn rất khỏi. Đặc biệt trong lúc đó đúng vật, chúng ta xác bản sao đến có hăng địa tạng là Bồ Tát. Mà dạy rằng địa tạng là có không mấy bạn đó, tôi không mấy cái bạn, với hẳn có không mấy cái bạn. Chứ thật, chứ vợ có không mấy cái bạn, mình đã có không mấy cái bạn. Thì chắc là phải mời phân tin, mẹ khen tin nói sẽ hiện như là có ông. Trong chân người cũng chẳng hết đặng. Địa tạng, hôm nay ta, ông nhớ hôm nay ta cũng trở lại. Nếu hợp với chân người mới, phải tiếp với các đặc vật và đại Bồ Tát. Không chúng chạy người. Đây, nên đem cái hình chứng sinh. Một lần nữa là cái hàng chúng sinh ai trong người đã chưa có bà khỏi mà giao phó cho ông. Anh cho đến chúng sinh đó với đạo bà đạo dành một giờ là cho một đêm. Hôm nay đã cho chúng đòi lại bằng địa ngục. Ngôi giác còn một ai tài cho mấy sẽ có cho mình kiếp một kiếp ơi. Chị mấy đạo bà địa ngục a thầy mà lấy nghìn mỗi kiếp không nằm mong khỏi ơi. Người ta sẽ có thứ như quyết định, người ta có chứng sinh như có đẹp không định, còn nhiều điều hay hóa ác, nó là phải tâm lệnh nhưng mà không là liều hóa hấp. Còn như chứng như ác là nên tăng trưởng. Bị hết, nhưng bị lấy đó người ta phải chia hình này cho mình mất, để hai đoạn hay các chứng có chúng nó là chúng nó được giải thoát. Để tại hôm nay ta cần những chứng này giúp đỡ ông, nhưng cho nên sang như có hình chàng người, mình là phải nữ nào. Chẳng biết con lại cho Phật Pháp, âm như hồi lúc có ông. Để cho người đó tu tập là nó hành bố hưởng, chứ đó mới hấp. Để cái nữa này, ta biết xung sang có người, như có hàng tràn người, như có cái nào sắp đã vào ác đạo, như có nào phải theo nghiệp phỏ báo. Mình đã bác đạo, nó sẽ bị đạo bác đạo, mũi đất ngục. Nếu đại niệm, nếu có thể niệm đặng như thiểu một đức Phật, như thiểu một Bồ Tát, còn không cái nến hờ, hãy âm như hồi lúc có ông. Có những chúng sinh đó anh hiện ra trước cái đó phá thành địa ngục làm chúng sinh đó cho nên có trời nó sẽ vui không bị dịu nên đây tôi mới cài gần để đây là sao chúng mình nhân ta cần nhau để bảo ông mình đang không bị nó hỏi gì đó mình chết đại đạo vào sông mình chết đại đạo vào trong mà tất cả mình chỉ đó là người ta phải tác mình phải phải gần đó là người ta phải tác mình với ta phải còn phải gần mình thấy trong sự vật chơi lo. Nên làm sao những người nam của mình đứa nào ở trong một pháp. Nên làm sao những người nam của mình đứa nào mà tâm xuất trường hồng ở trong một pháp cho các bạn được cung kính không không. Mà ở trong một pháp cho các bạn được cung kính không không nhầm trong nhầm trong người phương tiện đi. Đạo hát này đó là cho ba đạo giáo sách qua đường sinh tử. Không nói là người nam, người đứa nào nên là
nó nên là ngay cái việc lành và nên tu hành. Tự nhiên ở đây đạo Bảo Hạnh chắc chắn con còn khó chuyển. Số 3 Thầy Công Tài Bạch hỏi, nó là Thầy Công Tài Bạch cùng Đức Bà Găng. Bạch Đức Thế Tôn, Thầy Công Đức Công Trời Đạo Đại Đây, Đức Thế Tôn ngày khen, ngày khen sự hình lực lớn, sự hình lực, còn mấy cái bài của Ngài là Tâm Bồ Tát. Trong đó sao, cũng có người, nếu con nữ nào nghe hiệp của Ngài, nghe kinh điển này, và nghe hiệp của Ngài là Tâm Bồ Tát, hỏi được Ngài là Tâm Bồ Tát, và muốn hoa y phục còn ăn được báo. Mà bố hết chúng giường, cho người đó lại, Ngài là Tâm Bồ Tát hay, Ngài đó còn hàng ngày được bao nhiêu là đó, đúng không đó, không có thể tập với sống sinh hay tập với lai mà nó được vẽ cho nó còn có ngày này trong một tác, nó còn có ngày không tại một tác trong này, lúc này nó nghe cho kỹ, ta sẽ bị ông mình nó có vẽ cho trong này sang có người Việt Nam còn người nữ nào nghiên cái này hay tập ngày này tại một tác nghiên hiểu ngày này tại một tác hay cái này chính là tụng kinh. Nghe cái này cho nó đọc tụng. Dùng hoa yêu phục, đọc ăn mặc báo, mở thấy cũng như ngày chim ngưỡng, ngày khen chim lễ, thầy cái ấy được 28 lần ít như sau đây. Một, cái hàng chạy gầm mừng hộ niệm. Hai, quá là cái hêm lớn. Ba, chim nhau vô hồng cổ thánh. Bốn, mới không bắt đầu vào đề. Năm, một cái lần một con gì đầy đủ. Sáu, mà tập nó hơn. Bảy, khỏi tay này mà đúng vào lửa. Tám, không có bị hẹn vào trong cướp. Chín, một cái khác sẽ là con kính. Mười, thường được cái bị hận hay hộ vệ. Mười một, mười sau cái chứng hận năng chai. Mười hai, sẽ là con gái và hẹn con giải đại hận. Mười ba, hắn có xe đẹp. Mười bốn, mười nhiều xe mới có trời. Mười lăm, hận của chúa. Mười sáu, cái xếp có những bị đại trước. Mười bảy, có một chân được thấy. Mười tám, hội ăn vui. Mười chín, cái đó là có hận hộ. Mười chín, cái đó là cái này sạch. Hai mươi, cái người bắt đầu thiền hẳn. Hai mươi mốt, những lúc mình không bị chán ngại, không chán ngại. Hai bên hai bên này cho ba ngủ vui vẻ. Hai mươi ba người tập nó xuất có bị những người tập nó xuất nó cái tài được khó khổ. Hai mươi bốn nếu có nên chưa có bất hạnh sao mà có bơi sướng và sao mà có bơi sướng. Hai mươi lăm các bậc thánh người xem sát cái tế là lên minh. Hai mươi bảy giờ làm thầm mẫn. Hai mươi tám có hành phật. Bây giờ lại về nữa này không cho thấy nên sao các hàng chạy gồng quý hận có mà nghe mà thấy tưởng ngành mà nghe kinh này cũng thấy tưởng ngành đẹp hồ ta mà nghe danh nghe kinh này mà nghe tưởng ngành cho Bồ Tát anh đang tưởng ngành cho Bồ Tát mà nghe cái sự của người tu hành của ngành cho Bồ Tát mà người khen chung lễ hay cái được bảy điều như sau đây. Một, mau chứng bậc thánh. Hai, cái tội ác tiêu diệt. Ba, chư Phật đã ủng hộ. Bốn, mới không mắc đạo Bồ Đề. Năm, nhóm biết được về đời trước. Năm, mỗi lực sinh trưởng. Sáu, nhóm biết về đời trước. Nhóm biết về đời trước. Bảy, nhóm biết hành Phật. Tại hội tháng tháng. Bây giờ bắt khách chế, bắt khách chế tất cả. Vì Phật và Đạo Bồ Tát. Cũng tâm chúng chạy gồng. Chứ mình không có gì bắt khỏi đó. Nghe nét xong mình niệm Phật và nghe niệm Phật hệ sinh trưng bày sau một hành động lớn có người này trong bài tác và sau này thì từng có nó chỉ có lượng nếu nó chỉ là đại nguyên bình hương hoa nghe chúng ngọc cũng nhường nó xong niệm Phật ngày này trong xong rồi tất cả là chúng trong hội đều chắc tay đều chắc tay chim lễ mà nuôi ra. Kinh này tạm thấy cũng nguyện nguyện hạ hết. Bỗng hại địa tạng thân như nó kinh, tạng thân là nguyên kinh sanh. Đại nay tâm nhân hợp bước là cuối cùng, bước sẽ bắt bên sanh. Nam mô hồng trụ hợp quân ta, nam mô hồng trụ hợp quân ta, nam mô hồng trụ hợp quân ta. Nam mô đạo nguyện địa tạng quân Bồ Tát, nam mô đạo nguyện địa tạng quân Bồ Tát, nam mô đạo nguyện địa tạng quân Bồ Tát, ma ha tát.